như người mù mơ, chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã trôi quên quên đi tất cả. Xong rồi, rồi bắt đầu từ đâu không biết, nãy giờ bắt đầu rồi mà. Dạ, chắc em cũng mọi người chắc cũng biết anh Nguyên là Mai Trường Nguyên là ở store này. Thì trước đây anh Nguyên rất nổi tiếng 20 năm trong ngành điện thoại di động, đồ công nghệ. Thì anh Nguyên mới mở thêm một cái không gian trên đây là bán những đồ phụ kiện, đồ chơi xe máy, đồ camping. Thì tí xong mọi người có thể tham quan trước cũng như là xem ở đây. Thì anh Nguyên là người bạn rất là thân của mình, đã đi chơi chung vài chuyến. Thì cái đợt đầu tiên gặp là gặp bên Mỹ lúc anh em ở Polsa. Thì anh Nguyên sẽ mở cái clip đó. Thì hôm nay thì thêm một cái buổi hôm nay đi nha các bạn, buổi chủ nhật không có đến được. Thì hôm nay là cái buổi thân tình, không gian vừa đủ cho khoảng 100 bạn. Thì cũng có cái giao lưu gặp gỡ cái thành sách. Dạ. Còn thấy cái cọng dây rút bằng nhựa này, nó hỏi không? Hay quá. Mở đèn ở đâu? Mở đèn xa này, cho đèn nát. Rồi, mở đèn lên. Đèn là đảm bảo được chất lượng cho chạy rồi đó. Đây. Để vô giữa đi, để vô. Đỏ đỏ đó là cái bình xăng. Con là vẫn còn đi bình thường nha, tí nổ máy thử chơi vui. Hello. Những việc chưa vào làm như là để tóc dài, mây mông tay. Vì lúc bên Mỹ rất là mập là do không có tiền nhiều nên còn hamburger không. Hamburger thì nó rất là dễ mập, mọi người cũng biết. Tại vì nhanh gọn lẹ vô bút đó là no bụng đi thôi, cũng muốn luôn. Có sao nó giận cho em quá à. 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 Đây người thần biên tập xe đó trên mình. Thì bây giờ đang ở đây, thấy các bạn có thể xem thoải mái. Có thể từng cái sticker, mọi thứ là đều có một cái kỷ niệm, một cái người bạn trong đó, có dụng đất. Hai cây xà beng điện thoại luôn, có hai cây xà beng chưa? Cái cây ốc lớp vẫn còn nhưng mà giờ mình treo nó đây nè, mình giấu nó sau đây, sợ giang hồ chưa? Nhẹ nhẹ bước về nha, hết cột á. Xì hô bi cho lại. Trước khi một tuần sau là tôi được trở về Việt Nam thì các bạn thấy nó rất là khác so với bây giờ đúng không? Thì thật ra nhờ cái diện mạo này mình mới còn được đứng đây, tại vì thật ra lúc đó là các bạn cũng biết, ví dụ đi Nam Mỹ, đi Châu Phi thì nó cũng khá là lộn lẹ. Thì nhiều khi mình lại nhìn nó ghê ghê xíu thì bà con sẽ đỡ ơn hiếp mình. Tại lúc đó kiểu như là đứa du khách cuối cùng còn bị kẹt lại ở Châu Phi á, nên cũng không biết ngày mai thế nào nên đó. Chỉ có dùng nước suối cà phê không? Rồi, giới thiệu chút xíu. Xin chào tất cả anh chị. Em xin lỗi đã mới qua đã bỏ thời gian mời các bạn làm việc tại ghế ngày hôm nay. Mình là Mai Trường Nguyên thì đầu tiên cũng là một người hâm mộ Khoa thôi. Đó thì sau đó thì mình cũng có cái clip nãy là mình gặp Khoa lần đầu tiên ở tại California. Thì lúc đó là mình tham gia một chuyến kẹt mô tô ở bên Texas. Sau đó mình bay về Cali thì lúc đó thấy ổng là đang hành trình ở Mỹ thì mới chat. Thì lúc đó trước đó ở Việt Nam mình chưa gặp nhau mà cũng có biết qua đó, thì
liên lạc với Khoa rồi, cũng rất là may là ngay cái thời điểm đó là Khoa cũng đang ở Cali luôn, thì anh em có gặp có làm cái livestream để giải đáp những cái thắc mắc mà không hiểu tại sao chiếc xe này có thể chạy ở xuyên bang cả nước Mỹ, trong khi ở Mỹ mình chạy xe là K1600, những chiếc xe tốc độ cao mới theo kịp cái luồng xe hơi, thì mình thắc mắc giống như tất cả mọi người đây là không hiểu ông này ông đi Mỹ, ông chạy xuyên bang Mỹ, cái xe này là được quay đúng không, rồi tốc độ như thế nào, rồi đi từ New York mà qua tới Cali luôn, thì làm sao mà chạy, thì mình rất là nhiều cái thắc mắc giống như mọi người vậy. Thì mình có làm cái livestream rồi mình hỏi, thì Khoa kể là đi lên Google search chui vô mấy cái đường làng chạy không à, từ ra bang này qua bang kia chứ không có dám lên freeway, tại trên đó cao tốc nó chạy 70-80 mile, tức là 120-130, thì xe này chạy 60 km/h thì bị người ta đâm đó, thì rất nhiều thắc mắc. Là sau đó thì anh em chia tay nhau ở đó, rồi sau đó mình về Việt Nam thì vài năm, hai năm sau ha, rồi hai năm sau thì Khoa mới về, do cái đại dịch Covid nó diễn ra thì Khoa mới về. Từ thời gian đó mình có theo dõi suốt cái Facebook của Khoa, rồi về thì anh em bắt đầu gặp nhau nhiều lần ở Việt Nam, rồi mình cà phê rồi rủ Khoa đi một số chuyến. Thì lúc đó về Việt Nam thì Khoa bắt đầu mua xe phân khối lớn hơn như chiếc Honda 500X, rồi bắt đầu tới rủ đi một vài chuyến ở mấy cái tỉnh Việt Nam qua cái nhóm anh em CBC. Rồi sau đó năm vừa rồi thì hết dịch thì anh em cuồng chân quá rủ qua Thái thuê xe chạy thời gian đó, thì cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm và anh em cũng có nhiều cái quan điểm. Thì từ cái quen với Khoa thì mình cũng liên tục có những cái hành trình riêng, nhưng mà mình thì mình chạy tốc độ nó cao hơn Khoa, tức là quen đi với những cái xe lớn như anh em chạy tốc độ cao rồi, là rủ ông này ông đi đó, thì sắp tới thì hy vọng là ông sẽ theo đi xe hơn. Còn chiếc xe này theo mình nghĩ tới thì điểm này thì nó cũng làm tròn cái nhiệm vụ lịch sử của nó rồi, cho nên giờ Khoa cũng kêu lấy xe này mà chạy từ đây ra Hà Nội chắc cũng là biến lắm đúng không, quá là biến, tại vì giờ cái nó già không rồi, cái sức ì của nó lên cứ tàn, mình không thể nào mình chạy từ đây tới Nha Trang mà trong vòng một ngày được, tức là rất là chậm như con rùa rồi đó. Thì sách cũng đã ra rồi và chúc mừng Khoa đã lần này là lần tái bản lần thứ hai, và chắc là sắp hết và chuẩn bị có lần tái bản lần thứ ba nữa, tái bản chung luôn, lần ba luôn hả đó, thì rất là chúc mừng và thương yêu hết đó. Thì sẵn mình nói chút xíu là cái hành trình sắp tới dùm Khoa luôn, là sau cái buổi hôm nay ngày 2 tháng 12 thì bắt đầu qua ngày mai là ngày 3 tháng 12 thì Khoa sẽ đi xuyên Việt ha. Nhưng mà lúc đầu thì dự tính là đi cái xe này chạy luôn, nhưng mà giống mình nói là nó già rồi đó, cho nên là đi rất là chậm, cho nên Khoa sẽ bỏ trên một cái xe hơi rồi cho nó đi đi luôn, xong cái buổi này trên xe đó là xong, lát nữa tối là mình đem xe xuống rồi sách rồi bỏ xe, bắt đầu Khoa sẽ đi và sẽ có những cái buổi giao lưu ở những cái tỉnh thành khoảng trong vòng 1 tháng đó. Thì buổi hôm nay là giống như buổi offline đầu tiên ở Sài Gòn, và sau đó là bắt đầu Khoa đây một mình đúng không? Có em nào đi theo không? Đội từ đây lên Đà Lạt có một anh bạn đi cùng với một bạn nữ xin đi ké quá gian lên Đà Lạt, thì định là ngày mai đi, nhưng mà tại vì mai phải tới Đà Lạt rồi, với lại tài mới chưa chạy xuống sàn sao bây giờ, nên tối nay tranh thủ rồi khỏi Sài Gòn ngủ đâu đó Đồng Nai rồi sáng mai lên Đà Lạt tiếp. Xe 6 chỗ luôn, bạn nào đi thì tí phi lên xe đi luôn. Rồi đầu tiên là để Khoa sẽ bắt đầu có những cái tâm sự, sau đó chương trình mình sẽ giao lưu, các bạn ở dưới đặt câu hỏi rồi Khoa sẽ trả lời như một buổi cà phê giao lưu như vậy. Và xuyên suốt chương trình thì sẽ có rất là nhiều quà tặng phong thăm ha. Thì bên My Wing Rider cũng như cái đối tác hàng tặng sẽ có rất là nhiều quà cực kỳ hấp dẫn ha, rất là hấp dẫn, mà cứ tới đâu mình sẽ công bố tới đó chứ không có công bố trước. Chỉ công bố trước là cực kỳ hấp dẫn thôi. Còn hôm qua thì nó đem một cái thùng đây nữa nè. Nó tặng hết không? Tặng hết, hôm nay là tặng hết. Tặng hết cái thùng này. Nhưng mà cái thùng không có tặng, cái thùng mang đi xài tiếp mà. Rồi giờ mời qua tâm sự. Và lát nữa thì mọi người có thể đặt câu hỏi.
nay sẽ khác cái buổi chủ nhật là hôm nay chứ được có hẹn và những anh em thân tình đang biết sớm thì hôm nay mình sẽ chia sẻ nói chuyện với nhau. Ai có bất kỳ thắc mắc nào thì đầu tiên để mình giới thiệu sơ về cái chuyến đi một lần nữa thì chắc các anh chị đã đọc sách cũng đã biết rồi. Thì anh Nguyên mở giúp em cái bản đồ thế giới được, Google Maps cũng được. Cái này nó hơi mờ. Đây là bản đồ những cái nước mà được miễn hoặc là có thể xin visa. Nhưng mà tí mình sẽ nói sau. Mình giới thiệu sơ lại về cái chuyến đi nó bắt đầu từ đâu và mình đã đi theo cái hành trình nào. Tại sao mình lại đi qua đó, mình lại không đi nước khác. Và mình ví dụ qua những đại dương bằng cách nào. Rồi vô con thì tại sao lại kết thúc chuyến đi. Thì mình điểm sơ qua nhanh chắc khoảng 10 phút thôi. Để sau đó thì các bạn có thể có một số cái thắc mắc hay là hỏi thêm gì đó thì anh mở đại cái này cũng được. Em thì trước đây thì mình đây là chiếc xe đầu tiên và duy nhất mình có đến cái lúc mình bắt đầu rồi đây để xin xin đây rồi ok thì mới đầu thì chỉ có đi từ quê Gò Công lên. Mình là người ở Tiền Giang, đây có bạn nào ở Gò Công Tiền Giang không ạ? Thì mình thấy nó rất là ghê gớm đúng không? Sau đó thì mình lại bắt đầu mình nghĩ là mình lúc đó hồi nhỏ là kiểu rất là thích đi chơi, nhưng mà kiểu 4 năm đại học là chỉ có đi xe đạp, đi xe buýt rồi thôi, đi bộ. Tại cũng học thời gian đại học thì cũng gần, thì sau đó mua chiếc xe thì mình mới chạy đi quê lên, thì sau đó mới đi xa hơn. Với hồi xưa kiểu cũng mơ được đi ngoài thế giới đúng không, thì giống đứa trẻ mơ lên làm viên gia, làm giáo viên, là bác sĩ, được mình lại rất là thích đi chơi. Thì sau khi có chiếc xe này thì thứ bảy chủ nhật cũng làm văn phòng, thì mình mới đầu đi xa hơn, mới đầu đi Đà Nẵng, đi Đà Lạt thôi, thấy rất là ghê gớm, rồi đi tiếp lên ra Đà Nẵng, rồi sau đó đi xuyên Việt ra Hà Nội lại đi tiếp Tây Bắc Đông Bắc, rồi lại đi về là lại qua Lào thử cho biết, rồi lại qua Campuchia, rồi lại về Việt Nam. Thì năm 2015 thì mình với một anh bạn có chạy một chiếc xe, là mình chạy chiếc quay, bạn đó chạy chiếc Taurus, cả hai đứa cùng đây chạy xuống Singapore ở đây, đi qua Campuchia, qua Lào, Thái Lan, qua Malaysia xuống Singapore. Thì xong cái sau đó tụi mình chạy về, đó lần đầu tiên đón tết xa nhà, thì mình mới thấy là thế giới nó rất là rộng lớn. Hồi xưa mình đi cùng quanh thế giới, tại sao mình không nghĩ là mình đi xa hơn. Thì sau đó mình mất 2 năm, mình chuẩn bị giấy tờ này nọ các thứ để mình chỉ muốn đi tới Pháp thôi. Thì và sau đó rất nhiều vấn đề xảy ra, đó là một câu chuyện rất là dài. Thì bạn đọc sách những cái chương đầu em cũng biết là visa làm sao, tiền làm sao, rồi qua cửa khẩu như thế nào, có được không. Nhưng mà tụi mình đã chạy qua tới Singapore rồi thì mình thấy chuyện đó rất là dễ dàng. Đi nước ngoài thì cũng làm thủ tục tại cửa khẩu và phải xin trước thôi. Thì sau đó mình mới xin, mình mất 2 năm chuẩn bị nghiên cứu, thì 6 tháng trước khi đi mình bắt đầu tiến hành sửa xe. Chiếc xe em mua có 16 triệu mà đạp đó sửa hết 11 triệu rưỡi rồi. Nhưng mà vấn đề tâm linh một xíu, nên kiểu mình tin là chiếc xe này sẽ làm được và mình không bỏ nó sẽ không bỏ mình, và đúng vậy thật. Thì sau đó mình mới xin visa châu Âu, Schengen, sau đó là tới Ấn Độ, rồi cuối cùng là Pakistan. Lúc đó là vẫn còn visa giấy nha. Tại sao mình xin visa Ấn Độ có visa, nhưng mà visa không nhập cảnh đường bộ được, nên mình phải xin visa giấy để nhập cảnh từ Nepal. Sau đó mình đi qua Campuchia, qua Thái, ship xe qua Nepal. Tại sao không đi ngang Burma, là đi ngang Myanmar đây? Tại vì Myanmar không cho mang xe vô đường bộ, không đóng phí, rất là mắc và chuẩn bị rất là lâu. Thì mình mới ship từ Bangkok qua Kathmandu, Kathmandu bắt đầu đi xuống Ấn Độ, đi qua đây Amritsar là thành phố, nãy có một bạn đó vui đó. Sau đó qua Pakistan thì định xin visa Iran, nhưng mà Iran lúc đó lại không cho visa. Tại sao? Iran nó không cấp từ nước thứ ba. Đó, thì mình mới gặp bác đại sứ ở bên Việt Nam từ Pakistan, rồi bác đó mới xin nói giúp cái bác đại sứ Iran từ Pakistan ở Islamabad, thủ đô Pakistan, để lấy được visa, xong đó đi tiếp về Iran tới đây không qua Thổ Nhĩ Kỳ, không cấp visa nước thứ ba. Cái đường Nam Á này từ Việt Nam qua châu Âu, đi đường Nam Á như thế này nó rất là phức tạp. Sau đó có một nhóm đi qua Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, qua Đông Âu dễ hơn, nhưng mà đường mình thích đường này nên nó sẽ như mình nhiều nền văn hóa, nhiều ngôn ngữ, nhưng mà nó rất là cực trong chuyện visa. Sau đó thì mình mới qua Azerbaijan, qua Georgia, mới tìm cách đi băng qua Biển Đen, thì lên được một chiếc tàu. Chắc các bạn đọc sách đó các bạn sẽ biết cái chương đó, đi qua băng ngang Biển Đen, qua Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Ý, Croatia gì đó, Balkan, Ý, rồi Pháp, Đức, cuối cùng là tới Pháp. Thì tới Pháp rồi thì nhiều chuyện nó xảy ra. Mình mới đầu lập plan tới đây thôi 6 tháng. Cái bây giờ cũng thôi, tại sao mình không đi tiếp, mình đã đi được nửa vòng trái đất rồi, thì mình mới quyết định mình sẽ đi tiếp về phía tây chứ không có vòng trở lại.
thì mà tới đây các bạn thấy là biển hết rồi, xuống châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Trung Mỹ đều phải ship xe qua, thì mình mới lên những cái rút mà những cái đứa Tây nó cũng đi như thế, thì có những chiếc tàu nó sẽ chở qua biển. Cũng giống như cái đợt VinFast đây mới ship xe qua biển đúng không? Hoặc là các bạn mua một chiếc xe từ Nhật về nội địa thì cũng cái tàu chở thôi, cũng rất là dễ. Thì mình mới tìm có một chuyến sẽ khởi hành từ Hamburg đi Valparaiso, Chile trong vòng một tuần nữa, nên phải tranh thủ chạy kịp về Hamburg từ Paris, đi qua Brussels, đi qua Amsterdam, gần đó đi qua Đức để tới Hamburg để ship đi Nam Mỹ. Tại sao mình chọn Chile? Tại vì Chile là người Việt được miễn visa 90 ngày nên cứ quay tới thôi, không cần visa rất là khỏe, mà 90 ngày dư sức thời gian đợi xe tới, đợi xe đi một tháng rưỡi mới tới, mà lúc đó mùa đông thì qua đây cho nó ấm và nó rẻ hơn. Thì mình mới bay qua Chile, Valparaiso, mình đợi xe tới, đi chơi, đi quẩy, giao lưu với mấy đứa bạn ở đó, rồi vân đón Tết du lịch và Giáng sinh ở đây, sau đó bắt đầu đi tiếp lên Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia định đi tiếp qua Úc. Tại sao mình phải về? Mình đã đi được Nam Mỹ rồi, thì mình đi tiếp qua Úc thì lúc đó thấy đi ngang đại sứ quán Mỹ bỏ 160 đồng, xin visa thử được hay không, được không được cũng đi tiếp, thì cuối cùng lại được. Xong cái mình lại thôi ok bỏ visa Úc luôn, lên Mỹ chơi luôn. Thì mới đầu ship xe từ Bogota ở đây lên Florida, Florida mới đi qua bờ đông, tới đây cái hôi sẵn tiện đường qua Mỹ chơi luôn. Ok, thì qua Mỹ chơi thì mùa đông tới không mới đi được, thì trong thời gian đợi thì mình sẽ quay lại châu Âu chơi. Sau đó mình lại bay qua Iceland, qua Greenland, đi chuyến tàu mà dọc Greenland đi lên đây, lên tới Ulysses. Sau đó quay về Copenhagen, rồi đang Thụy Điển, Na Uy, lên tận Svalbard. Trên đây là cái nơi thị trấn cao nhất về phía bắc, gần vĩ độ 80 luôn, 79 độ mấy á. Lên tuốt trên đây, ngắm mùa đông, mùa lên này, những cái ngày không có mặt trời. Bây giờ là ví dụ bây giờ đang là 12 giờ trưa nè, là trời tối thui không có nắng luôn. Sau đó quay trở về Tromsø, đi xuống Rovaniemi, đó là Già Noel, đi băng ngang sang lại về Canada, Canada đi băng ngang nước Mỹ xuống đây, rồi đi vòng ngược lên trên xíu, rồi sau đó qua Úc tiếp tục. Thì tại sao không đi Úc? Ok, thì lại ship xe một lần nữa từ Mỹ xuống Úc, xuống Melbourne, đang thang bờ đông, thôi tiện qua New Zealand chơi luôn, đi luôn. Xong cái quay về Úc, cái lên hàng chơi một xíu, cứ quay về Úc lại. Cái tới đây rồi, lúc đó thì ở đây mình định đi về Việt Nam rồi, rất là gần rồi đúng không, giáp dòng trái đất rồi, nhưng mà còn châu Phi mà. Ok, thì thôi đi châu Phi luôn, mà muốn đi châu Phi thì phải băng ngang Úc qua tiếp bọn ở đây để ship xe qua châu Phi, đi tiếp châu Phi. Thì đi lại đi qua đây băng ngang đây 2000 cây từ Adelaide, đi qua Brisbane ở đây, tới Dar es Salaam ở Tanzania ở đây. Thì lúc mà xe nó đang đi từ đây qua để mình tiếp tục hành trình, thì ô cha còn năm cực mà đi luôn rồi, thì lúc đó lại đúng cái mùa đi năm cực, giống như mọi thứ nó fit với nhau rất là hay. Thì mình lại quyết định đi năm cực luôn, thì xuống năm cực chơi, thì đi năm cực xong lại qua châu Phi lấy xe lại đi vòng vòng đây qua Madagascar. Thì lúc cái Madagascar thì là tháng là Tết, ngay cái đêm 29 Tết năm 2019 là bắt đầu có những cái 2020 là những cái tin tức đầu tiên về Covid tới. Điểm hơi lo rồi, không ngờ nó kéo dài vậy, thì cuối cùng thì kẹt ở đây. Trời cái đi được tới Mozambique là đóng cửa biên giới. Thì cuối cùng từ đây mình mới ship xe về đây và mình bay về. Thì đó là cái hành trình sơ lược về 3 năm. Thì mới đầu kế hoạch chỉ đi tới Pháp trong vòng 6 tháng, không ngờ sau đó lại đi tiếp 3 năm một vòng trái đất luôn. Thì và về thì mất 2 năm sau mới ra được cuốn sách, các bạn nên cầm trên tay. Đó là cái hành trình của mình, xin cảm ơn. Hành trình này nó còn dở dang các bạn. Mình nhớ là cái ngày mà qua ship xe về Việt Nam á, mình có coi live stream đó, khóc ghê lắm như con nít vậy đó. Hú luôn à, live stream khóc. Không tin các bạn nào lên Facebook tìm còn không hay xóa rồi. Khóc ghê lắm. Tại sao? Tại vì chưa đạt được, chưa gọi là vẫn còn, chưa thỏa mãn được. Đó. Thì Covid ập tới, thì lúc mà đi ra lãnh sự quán rồi đó, xin rồi rất là vất vả để đưa được cái xe này về. Nhớ bay về Việt Nam rồi, mấy tháng sau mới lấy được cái xe này ra. Do là đi thì đi đường bộ, giấy tờ này kia, rồi đi về thì máy bay, cho nên cái thủ tục cực kỳ phức tạp đúng không? Thì là lúc đó là mình đang ở cảng Beira, thì mình kẹt ở Mozambique cũng 3 tháng rồi. Thì bây giờ có thể về có một chuyến bay từ Angola, nó sẽ bay lên nó pick up ở đây, nhưng mà kiểu nhường cho bà bầu rồi trẻ em về trước.
xong cái chuyến thứ hai của hàng không Nam Phi tổ chức, thì bên đại sứ trong cái group đại sứ quán Việt Nam thông báo là anh về giờ thì nói là cũng không nhường vé cho mọi người, nhưng mà các đại sứ mới nói là chuyến này không có ai về hết á, còn trống rất là nhiều, cứ về đi. Thì mình mới ok mình về, nhưng mà hai tuần sau về thì trong thời gian đó mình thì cố gắng mình xếp chiếc xe về, nhưng mà không thể kịp nên mình phải đăng ký một cái agency thì họ sẽ làm thủ tục đấy cho mình. Cuối cùng thì lúc mà mình về thì mấy bác đó bắt đầu, mấy bác bên cảng hay phố Bạch Đơ mới tốn rất là nhiều tiền, thì cuối cùng mới mang được từ cảng về ra, về được tới Cát Lái để mang được chiếc xe về không. Tại vì đợt đó thì tính ra cũng tốn rất là nhiều, là 5,000+ đô để chỉ mang chiếc xe về. Trong đó có một cái tấm hình trong một cái chiếc xe trong container Nguyên ở lên ở cuối. Cái tấm hình này rất là vui. Có một cái tấm hình chiếc xe nằm trong cái container. Cái này không mở to đâu. Ở đây thôi từ từ cũng được. Cái này là cái bản đồ nãy các bạn thấy nè. Đây là cái gì? Đây là những nước mà sao nói cây là được miễn visa, thì đi mặc dù không tính trước đến đâu, nhưng mà mình phải có một cái định hình cái cung đường sẽ đi để đổ với xin visa nhất. Thì bạn thấy là cái nước Đông Nam Á được miễn visa đó. Đây là những nước bây giờ là được e-visa thì không phải xin trước, mà có thể làm online, nhưng mà e-visa không được nhập cảnh đường bộ nên cũng phải xin visa giấy rồi. Thì sau đó các bạn thấy cái vùng Đông Phi nè, Tanzania nè, Kenya nè, Rwanda nè, Somali nè, Ethiopia, Ethiopia là e-visa, thì những nước này, Madagascar nữa nè, sẽ được VOA, có nghĩa là tới là trả tiền visa nhập khẩu nên mình sẽ đi cái vùng này, nên nó đổi xin visa. Và Chile được miễn nè, Bolivia thì có hai, một là xin visa trước, hai là trả tiền nhập khẩu luôn. Peru thì mới xin trước nên mình xin visa Peru lúc mình ở Chile. Tới Peru thì mình Ecuador bây giờ hết được miễn 6 tháng rồi. Colombia thì không được miễn, nhưng mà mình đã vô Colombia không được visa, tại vì cái luật quy định là nếu có visa Schengen hoặc là Mỹ hoặc là Nhật còn hạn thì sẽ được nhập cảnh Colombia không được visa. Nó một cái lộ trình như thế. Cuba thì không cần, Cuba tới sân bay cuối thì đóng tiền là vô, mua cái tarjeta de turismo đó. Thì đây là Haiti, Dominica Republic để có visa Mỹ được vô luôn, nên đi luôn, tiện đường đi luôn. Nó thì là vậy. Dạ. Rồi. Đây là anh Linh. Đây, mở lại tấm hình kia, tấm hình trước đó. Các bạn thấy đây là một cái hàng, một cái nơi rất là vui ở New Zealand. Cái hàng rào ở ngực, chị em tới sẽ tự động cởi ngực để vô. Này không phải mình kêu nha, nhưng mà người ta tự làm, nhưng mà giống ý nghĩa là ở đây là một cái để nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú. Thì có một cái thùng tiền ở đây, mọi người cứ đến giống như là tới thị thành, rất ít người làm, sao ai cũng làm nên nó vui lắm. Nên mọi người bỏ ít tiền vô để nâng cao cái awareness. Này là ở phía bắc đảo thành phố Queenstown, 50 cây phía bắc, trên một cái ngọn đèo chuẩn bị đổ xuống để tới Queenstown. Đây là mình, đây chiếm một số hình vui vui ha. Rồi, đây là mình luôn. Rồi, next. Đây là châu Phi, mọi người thấy là nước rất là khô cằn. Mọi người phải đi sách rất xa để vô cái giếng lấy nước ở Mozambique. Rồi tới luôn. Đây là đố biết ở đâu? Nam Cực. Đây là chim, mấy bạn chim cánh cụt. Nam Cực, tại sao đi Nam Cực được? Nam Cực thực ra muốn, ai muốn đi phải đi tour thôi, không có chạy xe được. Lên tàu, tàu chở ra, và họ có những quy định rất là chặt chẽ và giá phí cũng khá là cao. Thì mùa đi Nam Cực lại là phải đi mùa hè, tại mùa đông rất là lạnh, mùa hè thì tàu mới vô được. Bây giờ thì sau đợt này thì rất nhiều bạn bây giờ đã bắt đầu đi Nam Cực chơi. Đây là bò, bên đây họ chỉ bán theo bò, không có tính ký mà tính theo đơn vị con thôi. Đây là chiếc tàu bạn quy mô đâu đó trong những cái thùng này nè. Lúc mình ngồi, lúc mà đợi xe tới cứ ngồi hàng ngày nhìn ra, thì cuối cùng mình nhìn trên cái vessel finder là tìm
tàu thì thấy nó đang đậu ngoài cảng thì nhìn thì đúng chiếc này, chiếc tàu đó luôn. Thì bạn muốn đây là cắm những đêm cắm trại, ở đây có bán đồ camping luôn, tí các bạn muốn ủng hộ cũng được. Đây là chính Nai Chi Mai, là con đường dài nhất, dài thứ hai thế giới, đường thẳng dài thứ hai thế giới, nhưng mà là con đường dài nhất của Úc, gần 150 km, chỉ một đường thẳng thôi, không một khúc rẽ nào luôn. Thì con đường dài nhất, đường thẳng dài nhất là ở Saudi Arabia, thì đây là con đường dài thứ hai nhưng mà dài nhất của Úc, chạy đóng đuối luôn. Đây là mình dân miền Tây nên mình chèo cũng được. Và các bạn thấy chiếc ghe ở bên châu Phi nó có thêm một cái này gọi không biết chiếc cái từ gì đó. Thì đây là một cái trường học rất là nghèo ở châu Phi. Đây là cái đập thử chơi qua rafting thì đoạn cuối nhảy xuống luôn. Ở Zanzibar, đây là nơi sinh của một ca sĩ rất nổi tiếng trong ban nhạc, rất nổi tiếng. Mọi người có biết là ai không? Mọi người biết ban nhạc Queen không? Nữ hoàng à? Biết vocalist ca sĩ qua là tên gì không? Freddie Mercury, đúng rồi đó. Thì đây là quê hương của Freddie Mercury. Chia sẻ tiếp lát để okay. Đấu vui đi. Rồi, đấu vui. Rồi. Thì đó, thì anh mở tấm hình cuối có một số đồ chuẩn bị á. Thì mọi người thấy nói là cái chuyện cứ đi tiếp, nhưng mà nó là một cái quá trình dài, tích lũy kinh nghiệm rất là nhiều và phải đánh đổi rất là nhiều, những cái chuyện tình cảm và những cái mối quan hệ thân thuộc, những cái vòng tròn an toàn của mình, những cái công việc. Dù mình rất là muốn mỗi ngày, nhiều khi chỉ nghĩ tại sao phải lang thang vậy, chỉ sáng uống cà phê xong đi làm về này nọ, tại sao cứ phải lên, nhưng mà vẫn nhiều thứ nó xảy ra, nhưng mà cái ước muốn được đi tiếp nó lớn hơn tất cả những thứ khác nên mình cứ đi hoài là vậy. Đây là lúc mới khởi hành. Mới Việt Nam á. Đây là cái ngày đầu tiên. Các bạn thấy mặt như con đất vậy đó. Nên sau đó mình phải làm cho mình giữ lên, trải lên để cho nó lên. Cái tấm hình, cái list đồ đạc đó, mình chia nó ra là những cái đồ phải chuẩn bị, như quần áo để chạy xe. Thì đi xe máy nó cực hơn ô tô rất là nhiều, mà đi qua nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau, nhiều cái nước mà vừa đi vừa cắm trại, có nghĩa là toàn bộ đồ trên chiếc xe này thì nó giống như là một cái mobile home á. Các bạn giờ chắc cũng biết phong trào mobile home, nhưng mà đây đúng thực sự là một cái nhà di động. Mình có mọi thứ trên đây, mình có thể tự vá áo, tự nấu ăn, tự xin tới đâu, xin visa, giấy tờ cũng vừa đủ, thiếu thì nhờ gia đình kiếm cái gì đó chụp hình trải qua thì giải thích cho đại sứ quán, tại sao mình không có đó, chỉ có bản scan. Nhiều khi phải đi chứng minh tài chính mà cũng không có mặt ở đây đúng không, thì cũng phải tự in ra, tự nộp thôi cũng lên. Thì rồi đồ điện tử, chụp hình, quay phim, đèn pin, thì nhiều khi nghĩ lại mình không nghĩ sao là tại sao mình có thể bỏ tất cả thứ này lên một chiếc xe như thế. Thì rồi đi qua nhiều cái đường khác nhau thì cũng may mắn và mình cũng kỹ là cũng quan sát đồ đạc, cũng không có bị trộm cướp gì. Cũng có đó, thì cái đoạn cuối cũng bị mất cái laptop, mất điện thoại, cũng bị giam hờ giấy, nhưng mà đa số là mình đều kiểu survive được và cũng không mất nhiều. Thì có nhiều cái tip về an toàn thì gì tới nữa các bạn hỏi thì mình sẽ chia sẻ thêm đó. Thì đại khái là vậy. Thì sơ lược thì chắc cũng chia sẻ 30 phút rồi, bây giờ thì là đến phần trả lời câu hỏi. Thì các bạn nếu hỏi là sẽ có được một phần quà hết cho các bạn đặt câu hỏi, cũng như là xin một tí đối vui cũng có quà. Nói chung là ai mà chuẩn bị đi giống Khoa nhìn cái danh sách này là thấy lắc đầu rồi đó, đúng không? Nhiều quá. Và một cái nữa mình rất là nể đặt Khoa các bạn, là cái cốt lõi mà có được cuốn sách ngày hôm nay á, là theo mình biết nha, là cái việc ghi chú, cái đó mới là cái gọi là kinh điển. Tối về, bất cứ tối đó ngủ ngoài lều hay là ngủ khách sạn thì đều qua đều ghi lại hết, ghi bằng bút mà ghi lại hết. Thì như vậy cái hành trình 1111 ngày đó mới liệt ra được. Như mình đây là mình quên liền à. Quá nhiều sự việc nó xảy ra trong ngày và trong tuần, trong tháng, trong năm, mình không thể nào mình nhớ được, kể cả những cái địa danh mình đi qua luôn, chỗ nào quá nổi tiếng mà mới nhớ. Còn mà đi qua lơ mơ lớn bớt là không thể nhớ nổi. Và có cái tài biết rất là chi tiết đúng không? Với sau đó thì nhiều cái mình viết không được thì mình thấy gì mình cũng chụp á. Tại vì mình sợ rằng những cái chuyện đó nó qua đi, mình không nhớ tên của người bạn đó, hôm đó mình ăn cái gì, thời tiết nó lạnh như thế nào, mình mua cái gì,
mình mất tại vì cái gì mà mình thấy tiếc thì mỗi chi tiết mình đều cố gắng mình ghi lại. Và trước khi đi mới đầu định đi 6 tháng thôi thì anh bạn nó dùng đi 6 tháng thì cũng nên một anh phóng viên của Thanh Niên bây giờ là quay cho khách là mình thì ảnh có nói là hãy viết lại để nhớ chi tiết cái gì về làm sách luôn, thì sau đó mình mới nhớ và mình mới có cái lời hứa với mọi người dự định là nếu mình còn sống trở về thật sự là tại vì chuyến đi này là không hẹn nhà về, đúng nghĩa là không hẹn về, đi đến đâu đến đó à, bao giờ đi không được nữa thì thôi, thì cuối cùng để trở về một cái lý do rất là lãng xẹt là cái Covid-19 là một cái chuyện mà mình không bao giờ mình nghĩ nó sẽ xảy ra, đúng không? 100 năm từ cái đại dịch cúm Spanish flu là nó mới xảy ra thì rất là bất ngờ, thì cũng may là nghe lời ảnh thì mình cứ viết. Sau đó cũng nhiều khi cũng mệt, cũng lạnh rồi nhiều khi phải 2-3 ngày sau mới viết, nhiều khi làm biếng quá một tuần sau, khi một tháng sau cái đọc cuối một tháng sau mới lấy ra viết lại thì mình rất là tiếc, nhưng mà cũng chụp lại thấy gì cũng chụp để nốt lại, thì cuối cùng ra cuốn sách thì cuốn sách này chỉ là một phần rất là nhỏ trong chuyến đi, tại vì mọi người cũng biết là nó rất là nhiều chi tiết, 1111 ngày, nhưng mà cái này là nó đã còn nhiều đây, chứ nếu full một cuốn sách đúng cái bản đầu tiên 1 triệu chữ là chắc nó cũng chết lắm, nhưng mà dù sao cũng là một cái được giữ cái lục là cuốn du ký dày nhất Việt Nam từ trước giờ rồi, cũng vui. Bây giờ trước khi tiếp thì đề nghị Khoa còn nhớ những cái thống kê không để cho các bạn thỏa cái tức là bây giờ đổ bao nhiêu xăng đó, hay bao nhiêu cái lớp, có thể nhớ được tổng cái hành trình của mình, những cái mà cơ bản nhất không? Ok. Thì lớp thì là 6 cái, 6 lần thai. 6 cặp. Nhưng mà có một cái vui đó là mình chở một thêm một lúc đi, mình chở thêm cái vỏ cho Sumina, cái vỏ gai để thai. Thì chở tới cái lúc bị hư, chuẩn bị hôm sau thai thì cái lúc trước mình đã bỏ quên. Đó, thì con tình chở suốt từ Việt Nam qua tới Sọc Gia tới châu Âu luôn, thì hôm sau lại quên bỏ trên xe cứu hộ, đi kiếm hoài không thấy nó, thì lúc mà tới châu Âu thì cái lốp nó mòn, nó mỏng dính luôn, thì mới gửi cái cặp đó về để đấu giá, thì cũng đấu giá được 10 triệu gây quỹ cho trẻ em. Thì xong rồi sau đó quán lại dọn, cái quán cà phê của bạn mình lại dọn, giờ cặp đó chắc mất tiêu luôn rồi, nên rồi đi xăng hả? Thì bây giờ các bạn cứ lấy 80.000 cây, các bạn chia cho 40 đi, thì 40 một lít chiếc này chạy được khoảng 40 cây, thì cứ lấy 80.000 chia cho 4 thì sẽ ra được cái số lít đã đi. Thì xăng thì các nước thì rẻ nhất các bạn biết là ở đâu không? Iran lúc đó tính ra là 8.000 một lít. Rất là rẻ chạy. Lúc đó ở Mỹ cũng rẻ. Tại Mỹ thì xe mình đổ $1.50 là đầy bình rồi. Thì nhiều khi vô cây xăng nói đổ nhiêu á, đổ quanh wifi. Xe này đi xe gì sao đổ ít, cái gì người ta đổ mấy chục gallon, tính gallon mà cái này đổ có $1.50 là tại vì chiếc xe này đổ có 3 lít 7 là nó đầy bình rồi, chạy được 120 cây. Nhiều đoạn xa thì mình luôn tính là xe mình nếu không có xăng phải đi được 300 cây thì mình sẽ mang gấp đôi cái số xăng mình đang có. Thì 300 cây thì có một đợt là đi hết 300 cây là đã hết số xăng dự trữ, thì có thể đứng lại phải đợi xe khác để đứng bảy bảy để xin quá gian xin xăng. Thì sau đó là gặp một người bạn mà bạn đó vẫn dân chơi nhắn tin với mình bây giờ là bạn trên chiếc xe có chữ Ulysses Chile. Ulysses là tên của cái bạn nam đó, của cái chú đó chạy một chiếc như là GZ 150 á, giống vậy đó, thì là Ulysses Chile, nó từng cái chữ trong đây khi nói lại nhớ thì rất là dễ thương cái đẹp vậy. Đi cái chuyến là khoảng 65 nước, băng qua xích đạo 8 lần. Từ lần đầu nha, từ Việt Nam qua Pháp là không có qua xích đạo, lần thứ hai là xuống Chile, rồi lại đi lên Bắc Mỹ là 3, rồi sau đó lại đi Nam Cực xuống Úc, rồi đi lên Hàn Quốc, rồi đi xuống New Zealand, xuống Nam Cực, qua Châu Phi lại trở về Việt Nam, thì là 8 lần đó. Yeah. Số cái thống kê. Bây giờ là đến phần giao lưu, nhờ anh trợ lý đẹp trai cái hai ấy thì tìm biết luôn hay là ai cho một phát pháo rồi đi. Bất kỳ con nào sẽ có một cái phần quà. Bình dương cho phụ nữ trước cái nha. Rồi. Lady first. Rồi câu hỏi của em. Xin chào bạn ơi, Trần Đại Minh Quang, xin chào tất cả mọi người ở đây. Thì hôm nay chị rất là vui được
đến đây tham dự cùng em, chị cũng mới tới nên bây giờ không biết là không biết cái thông tin nào trước đó hay không, thì chị được biết em là sinh viên của trường học kinh tế luật, thì chị cũng là giảng viên trường học kinh tế luật, thì chị được biết em qua cái trang Facebook vào cái thời điểm dịch Covid rất là nặng, chị nói chị đang học PhD nước ngoài, và một điều mà chị cảm thấy rất là phục khoa đó là cái thời điểm mà chị đang dự định về nước và chị bỏ hết công việc, tại vì nếu mà làm thì phải làm full một kỳ, thì lúc đó thời điểm đó là chị đã không còn làm việc nữa, thì cảm thấy lo lắng thì ở nước ngoài mà mình không có làm việc thì cái lương nó sẽ không có lương thì sẽ rất là khó sống, thì chị đây cũng rất là muốn hỏi khoa là trong khoảng thời gian 3 năm em đi ở nước ngoài như vậy, thì cái việc mà mình có một cái khoản chi phí để trang trải cho cái chuyến đi đó là bạn làm như thế nào, tại vì lúc đó là mình đã sống nước ngoài là mình hiểu rất là hoang mang. Cảm ơn câu hỏi của chị Công Tường. Dạ. Thì mọi người đều biết có một cái nghề gọi là travel blogger đúng không? À, khi mà bạn là cái người đầu tiên làm một cái việc gì đó một cái đất nước thì nhiều người sẽ biết đó. Thì đó là đúng như cái dự tính của mình mới đầu đi á. Thì mình thật sự là mình nghĩ là mình sẽ làm travel blogger. Và trước đó cũng có viết bài này nọ nhưng mà cũng ít tiền lắm. Cũng nghĩ một cái nghề phụ thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mình khởi hành đến tháng thứ 3 sẽ bắt đầu có nhiều người theo dõi hơn thì mình có thể viết bài quảng cáo, có thể có tiền, và đúng như mình dự tính mới đầu cũng một số báo hay ba báo cũng viết bài chuyến đi mà không ai tin cả. Và lúc mình đi kiểu tìm tài trợ, tìm đối tác, ví dụ như nói nước ngoài đi, tôi muốn làm này kia thì người ta sẽ rất willing, tại vì đây là một cái việc nó rất là mạo hiểm. Thì giả sử như nếu mình đi trên đường mình có chuyện gì mình qua đời thì sao, thì cái nhãn hàng nó cũng sẽ bị trách nhiệm đúng không, thì rất là khó tiếp tục. Cuối cùng chỉ có hai bên, một bên là Samsung, một bạn làm Samsung agency cho Samsung lại rất là hiểu là mình sẽ làm thiệt và mình có thể làm được. Rồi một bên Kasumina mà mình kể cái vụ lốp xe đó thì lại đồng ý, nhưng mà cũng được ít tiền thôi. Thì sau đó mình đi thì cũng người ta cũng nói, đi dòng anh thấy đi từ Việt Nam qua Pháp đó, đi xe gì, đi chiếc quay sao đi được, rồi không ai tin cả. Nhưng mà khi mình đến tháng thứ 3, thứ 4 và đặc biệt cái ngày mà mình đến Paris á, anh Nguyên kiếm tấm hình đó được không? Có một cái tấm mà mình, cái đợt mà mình đó là ngày 28 tháng 10 năm 2017, là đúng 150 ngày sau khi mình lên đường thì mình đặt chân tới Paris. Thì cái đợt đó giống như tất cả các báo đều share, tất cả cái kiểu celeb rồi này nọ lại trúng cái đợt thiên hoa vương gì đó, thì cái nhiều bạn nói là cái này cũng là đam vương thiệt nhà xịn vui vậy đó. Thì mình lại đến đó thì sau khoảnh khắc đó thì mọi người biết rằng mình làm thật sự, thì có nhiều chuyện xảy ra thì cũng tốn cái gì chưa phải kiểu bố của mình cũng phải đây. Thì rất nhiều bạn vẫn còn nói tấm hình này lúc đó là ghép chứng minh là chúng mình là hôm cái này là hình ghép nè, các bạn thấy chỗ này nó mờ mờ hôn, rồi Pháp làm sao cho châu Âu, sao cho chạy xe Việt Nam, rồi này nọ các thứ. Thì sau cái đoạn này thì mọi người mới biết rằng là mình làm thật, thì những cái nhãn hàng ngày xưa họ mới quay lại, thì lúc đó mình ở một cái vị trí khác rồi. Nhiều người ví dụ muốn hợp tác xe bài giúp thì có chi phí, thì sau đợt đó thì mình mới quyết định đó là lý do mình không trở về, tại vì đến lúc đó cũng không còn tiền nữa. Đi tiền gửi về cho bố hết rồi, đi tiếp đi cũng về thì phải chạy về cũng xa, thôi để cứ đi tiếp nửa dòng còn lại. Lúc đó cũng có tài chính thì người ta tin rồi, người ta bắt đầu ký những hợp đồng lớn dài hạn hơn, đây là một số cảnh ở Pháp, thì mình mới quyết định đây là cái lúc mà rời Paris đi tiếp về Hamburg để ship xe quay qua Chile đi tiếp. Thì như cái lúc chị nói, thực cái lúc dịch đó thì lâu lâu vẫn còn tháng viết một hai bài vẫn đủ chi phí để survive, tại lúc đó thì mình là cái người khách cuối cùng ở cái homestay đó, là mỗi tháng cái giống như là họ giao cho mình quản lý luôn, nhưng mà mình là người khách cuối cùng rồi, quản lý hay không thì cũng có mình thôi, tự đóng tiền điện, tự đóng tiền nhà, bao giờ hết dịch mở cửa thì đi về nó. Thì như đó thực ra không có tốn chi phí, tự mua đồ ăn về, mình đi ra cái chợ người Hoa ở đó mua về làm cơm tấm, làm sườn ướp cải chua, thì làm tá lả để cho giết thời gian và cũng để tiết kiệm cái chi phí uống cà phê vân vân. Thì cái đầu nó cũng lo, thì mình nghĩ nếu như cứ đóng cửa vậy thêm 3 tháng nữa là mệt mỏi, bắt đầu phải đi ra chợ đi bán laptop, bán điện thoại để đi kiếm chắc xin việc đi rửa chén gì đó để sầu vai, bây giờ hết dịch thì về. Nhưng mà cũng may mắn là ở kẹt ở đó 3 tháng thì có một chuyến bay thì vé hết tiền, đi về lại trở thành hai bàn tay trắng.
thì cuối cùng đi 3 năm đi về cũng vậy, nhưng mà có một cái tài sản lớn nhất đó là cái chuyến đi này. Thì nói tóm lại cái câu hỏi trả lời là em đi bài viết quảng cáo thôi, rồi bán ảnh, bán video, bán footage. Thì bây giờ đây là một cái kỷ nguyên mạng xã hội, kỷ nguyên internet thì đã mở ra rất nhiều cơ hội. Bằng chứng là cái đợt dịch vừa rồi giãn cách mấy tháng mà mọi người vẫn có thể đi làm được, đúng không? Mọi người vẫn có thể làm việc từ xa. Thì cũng vậy, nếu như không ở Việt Nam, ở một cái vị trí địa lý khác, đang ở châu Âu, đang ở châu Phi mà vẫn có máy tính và có mạng thì mình vẫn có thể làm việc được thôi. Và trên thế giới cái chuyện này đã rất là lâu rồi, nhưng mà đối với Việt Nam mình thì nó không có phổ biến, nên không cần phải kiểu đi làm mà phải vô công ty mà vẫn có thể có làm việc từ xa. Và khi mà đặc biệt cái công việc travel blogger nó cũng là một cái mình không nghĩ tới, mình dự kiến là mình sẽ làm travel blogger cuối cùng, thì cái có thể tính chất đặc biệt của chuyến đi, có thể một người nữa cũng đi như thế, người ta sẽ không biết đến nhiều, nhưng mà may mắn là mình là đầu tiên nên mọi người biết, và sau đó phải mất 6 tháng 5 tháng trời để chứng minh cho người ta là mình làm thật, thì mọi người mới biết đến và vẫn mới có thể có những shop viết bài và để survive chuyến đi được đến 3 năm. Cảm ơn câu hỏi của chị. Một phần quà tặng chị. Tức là trong quá trình khi Khoa từ nước này sang nước kia mà đi bằng xe máy, thì cái việc mà mình xin passport, xin visa này nọ, thứ chuyện sao có thể chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm không? Dạ sao? Chị hỏi lại. Cái việc mà Khoa ra đi chiếc xe máy mà đi sang từ nước này sang nước kia, mà mình xin cái thị thực, mình xin cái visa để có những nước mình phải có visa mình mới vào được, thì cái đó có thể chia sẻ được không? Cái chuyện visa chắc chắn phải xin, nhưng mà sẽ có những cái cụm nước là ví dụ như bờ đông của châu Phi, phía tây của Nam Mỹ là những nước được miễn hoặc là có VOA. VOA là visa arrival, có nghĩa là mình tới cửa khẩu đường bộ hoặc đường hàng không, mình đóng tiền visa là mình được lấy đi vào thôi. Thì trước khi đi em chỉ xin trước ba cái Schengen, Pakistan và Ấn Độ, sau đó Iran thì xin trên đường. Còn những nước còn lại, ví dụ Azerbaijan, Georgia thì e-visa, xin e-visa. Còn các nước Balkan, mọi người có biết những nước Balkan ở đâu không? Dạ. Chào Nguyên ạ, à, anh chào Khoa. Các bạn ở đây, anh làm bác sĩ Thành, anh làm đang công tác ở khoa hồi sức cấp cứu của Viện Phòng Thật. Thì anh cũng mới biết cuốn sách của Khoa cách đây 2 ngày thôi. Thì cái câu đầu tiên anh hỏi thì cũng dễ thôi. Đó là cái số 1, 1, 1, 4, số 1 đó. Thì có phải là ứng cái thời gian vậy không, hay là mình làm cho nó tròn, cho đẹp? Tại vì mỗi ngày em đều viết cho ký, ví dụ ngày 135 thì em làm gì, thì em sẽ mất trên calendar sẵn là ngày 100, 200, 300 trên calendar. Thì tới những ngày đó tự mua bia và celebrate này nọ, thì như số 1000 là cũng ở châu Phi. Thì em biết lúc mà em lên chuyến bay từ hàng không Nam Phi về thì em thấy trong calendar là ngày thứ 1111. Thì đó với một cái số phận định mệnh rồi, đúng không? Lại ra tại sao chuyến đi lại kết thúc đúng cái ngày đó, mọi người nói là số của thiên thần, số may mắn gì đó. Thì dạ, thì em mới chọn là cái ngày 1 tháng 1 vừa rồi để là cái ngày chính thức của hành sách luôn. Dạ. Hay quá. Em là xem lại cái like mà của bản đồ, cái map cho em lại lần đầu em hỏi. Trong quá trình mở thì em hỏi cho anh hỏi là như vậy thì tổng cái hành trình của mình đó là em xin Schengen mấy lần? Xin Schengen ở Việt Nam là một lần. Schengen một lần. Lần thứ hai là xin Đan Mạch Schengen, do Đan Mạch cấp và được mention để đi Greenland. Lần thứ nhất là em đang ở Việt Nam. Thì cũng may là trước đó là em làm công ty Đức, em đã đi Đức một lần rồi, nên xin Schengen là rất là dễ. Lần thứ hai là em xin lúc đang ở Ottawa, em xin visa Greenland, xin visa Schengen của Đan Mạch cấp, và trong cái visa mention là available for Greenland, tại vì Greenland là thuộc Đan Mạch. Đó, còn cái visa Schengen vẫn còn hạn, nhưng mà cái đó không thể dùng để đi Greenland được. Đó, thì đó là lần thứ hai xin Schengen, đó là hai lần. Thế giờ anh được biết tại vì anh mới cầm quyển sách đó 2 ngày rồi, cho nên anh không thể đọc hết quyển sách được. Mà những cái chương mà hay nhất thì anh xem đó là anh thấy em có đi cái vùng Baltic luôn. Đó, thế thì cái Baltic, cái bàn căng ở phía dưới mà em vừa nói đó, thì em thấy cái nơi nào đẹp nhất, đẹp hơn? Dạ, thật ra những cái nước, cái vùng khó so sánh, mỗi người sẽ có một cái gu khác nhau. Cái nước Balkan thì nó lạ, nó là trong Nam Âu, đúng không? Thì đó là trong hồi xưa là Yugoslavia là năm tư, thì nó mới tách ra Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo. Thì nó còn, nó đúng cái kiểu là những cái hồi xưa vẫn còn pha trộn giữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo và chính thống giáo. Cũng khá là thú vị, mình chắc chắn ở đây nhiều bạn không biết Balkan là đâu, và không ít người, không nhiều người sẽ đi những cái vùng đó. Còn cái vùng Baltic, cái vùng Baltic ví dụ như là dạ đúng rồi, thì nó nhỏ xíu à, nó đi vòng là hết. Thì thật sự nếu đã đi Tây Âu nhiều
Và nếu đã nước thay vì đi vùng đó thì chỉ cần đi Praha, đi Czech là cũng có thể cảm nhận, nhưng mà có thời gian đi ủng hộ mấy nước đó chơi cũng hay. Đi làm một tour đó là Scandinavia, là đi Thụy Điển, Phần Lan. Dạ, thì sau đó đi qua chuyến phà từ Helsinki đi xuống Tallinn, Estonia, Latvia, Lithuania cũng là một cái lựa chọn rất là hay cho các bạn. Thế tại sao không qua Nga luôn em? Tại vì Nga lúc đó là đang mùa đông. Thì em tới đây có một đợt em đang ở Georgia, cách biên giới Nga có 10 cây số thôi, nhưng mà visa Nga xin trên đường rất là khó. Nếu xin từ Việt Nam có thể dễ hơn mà chưa xin dọc dọc, còn xin trên từ nước thứ ba nghe nói rất là khó, mà lúc đó phải đi ngược. Nếu muốn xin phải đi ngược về thủ đô Tbilisi của Georgia là Georgia thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian. Nên để sao mà khi tới đây thì đó tháng 10 thì lúc đó mùa đông lạnh rồi không thể vô được. Và lần thứ hai cũng đang mùa đông. Tháng 10 nó sẽ ghi chú một cái là tháng 10 đang là mùa thu rất đẹp ở Nga. Nhưng mà lạnh lắm. Nhưng mà nếu vô đó thì sẽ không kịp đi về Paris để rồi tìm một cách rồi cho bọn. Xin các anh chị cho em hỏi thêm một câu nữa thôi nha. Để cho đường các bạn phải có xe dẫn đường này nọ, phải đi ngày nào theo lịch trình, không có được tự do mà em chỉ muốn đi đến đâu em chứ đó không có ai đi cùng. Nên khó quá hả em à. Dạ. Các bạn cho bạn hỏi thêm câu nữa được không? Em ơi, người ta nói là tất cả mọi thứ trên đời này đều sợ thời gian, nhưng thời gian lại sợ kim tự tháp của Ai Cập 5.000 năm lịch sử. Thế mình đi mình để thể hiện bản thân như vậy, để mình tìm hiểu cái nhân sinh quan của xã hội thế giới như vậy, thế tại sao em không chọn Ai Cập để đi? Đó là cái đợt em đi đúng không? Đang ở đây Tanzania, em định plan sẽ xuống Namibia, Botswana, sau đó đi vòng Tây Phi. Thì đó là trở về Ai Cập qua Israel, đi đường Trung Á về Việt Nam, nhưng mà tới đây thì Covid nó tới nên thôi, để sao biết sao, có thể năm đợt tới là em sẽ đi ô tô thì có thể là sẽ quay trở lại Ai Cập. Nhưng mà Ai Cập là một nước cũng là một nước lên, nhưng mà nó thực sự cái đợt đó không tiện đường, tại em sẽ đi xuống đây em vòng lại sao. Không, chậm, một câu duy nhất nữa thôi, anh không hỏi nữa. Đó là cái hành trình từ New York mà em đi qua bên Cali đó, rất là xa, nếu mà bay qua bằng đường hàng không là 5 tiếng rưỡi, anh đi rồi anh biết. Rồi Úc anh cũng đi rồi. Nhưng mà từ bên Melbourne mà em đi qua bờ là bờ Tây, thì cho anh hỏi là hai cái đoạn đường đó thì em thấy đoạn đường nào mà đi khó khăn nhất, đi bằng xe của em, đoạn đường nào khó khăn nhất? Xin hết. Chắc chắn là ở Úc rồi. Tại ở Úc, cái khúc giữa mọi người biết ở Mỹ dân số 300 mấy triệu, còn ở Úc nó rất là vắng. Mặc dù đi phía Nam thì có một thống kê vui là 95% người Úc sẽ sống trong vòng cự ly 50 km từ bãi biển cho đến vô trong, có nghĩa là họ sẽ sống ở rìa đây. Thì mặc dù như thế nhưng mà cái vùng này rất là trống. Ở đây là Adelaide, đây là Perth. Cho nên là bây giờ thì sẵn cái dịp đây thì các bạn nào muốn bóc phốt hay là giải mã cho cái việc chém gió giống như bác sĩ Thành đã tạo ra rất là nhiều câu hỏi hấp dẫn, thì Khoa sẽ sẵn sàng giải đáp và có hình ảnh luôn để giải tỏa luôn đó. Rồi cho tới luôn. Rồi cái vùng này gì đó, đi mặt gì đó. Đó thì đây, các bạn thấy mình nhỏ nhỏ dưới đây là ở đâu? Ở nào chỗ nào? Chút xíu rồi. Đây, đúng không? Đó là mình chụp bằng con drone, thì các bạn thấy cái sự khủng khiếp của cái vùng này, nó rất là vắng. Và đây có một tấm mình rất thích. Đó, đây là một cái ở gần 30 cây số ở phía nam của thành phố Benong, 200 cây về phía tây của Port Augusta. Rồi, nhớ ghê thiệt. Thì đây là một cái hồ, bên kia là tảo. Tuyết hả? Tảo anh, à, nó tảo màu hồng à. Còn bên trái là biển, biển nên một cái vịnh biển thôi nên nó màu xanh. Thì các bạn thấy cái sự khủng khiếp của nó to lắm, nhưng mà cũng lớp từ từ, lớp mỗi ngày 300 cây thì sa mạc mà mình đi ngang qua. Đây là một cái tấm nhìn nó ngầu, cái này các bạn biết mình chụp sao, mình để ra bóp mình chụp thôi. Thì có nhiều bạn hỏi là tại sao mày hình đẹp quá, sao hình nào mà mình cũng lên, thì thật ra mình mất rất nhiều thời gian ngay cả cái tấm ảnh bìa trên cái cuốn sách mọi người thấy rồi, mình cũng dựng tripod, mình cũng chạy tới chạy lui, chạy rất là nhiều. Mấy cái ông nông dân đó hỏi mày thằng mày cùng hay mày làm gì chạy qua chạy lại, nhưng họ không có thấy cái cây tripod nó, thì mấy này để dựng cây chụp hình thôi, mới có hình sống ảo bóp được. Là vừa đi vừa diễn. Diễn dữ lắm. Cái hình này chắc các bạn thấy mấy anh này là ai, thì đây là cảnh sát quân đội Iran. Thì cái mấy cái này là cái vùng này là Balochistan, bên phía Iran, bên Pakistan cũng vậy, bên Iran cũng vậy, phải có cảnh sát hộ tống quân đội. Thì khoảng họ đi với mình khoảng 500 cây thì họ chạy sau lưng mình mà nói thằng này chạy chậm quá. Trước giờ họ cũng hộ tống nhiều cái ông Tây chạy, nhưng mà chạy không có lớn mà giống ông Nguyên nè, mà lần đầu kiểu thấy chiếc quay vậy thì họ cũng sốt ruột, nói thôi để bỏ xe lên tao chở mình đi về đó, tao tối tao còn đi chơi, ai đẳng đi theo ngoài. Sau cái họ bực quá họ quăng chiếc xe mình lên luôn để họ chở mình đi, thì xong mới lúc mà gần xuống thì mới thả mình xuống để
để mình đi, có thể đi tự do tiếp, nên rất là vui, vô tình lại được tấm hình sống ảo hơi bị đẹp luôn đó. Thì ở đây thí dụ như đây là Pakistan nè, thì bên đó súng ống bán cũng khá là tự do, cây này 200 đô đó. Thì mình có hỏi xong anh chàng nó hỏi mua không, ta bán cho bạn cây mang theo vòng thân, nhưng mà thôi cảm ơn. Thì nhưng mà thực ra đó là cái những cái vùng nguy hiểm như Pakistan phía bắc, cái vùng Kashmir mình chắc hẳn ở đây cũng có nhiều bạn đi rồi và có nhiều bạn làm tour, thì nó rất là đẹp, cảnh mùa thu tuyệt vời luôn. Anh em thấy là em đi đâu em cũng sợ, nhưng mà đi phượt em rất là sợ, ví dụ mà hư xe nửa đường rồi cái vấn đề mà anh đi phượt đó là cái nhiều nơi hiểu lắm hay nọ, đã hư nửa đường rồi anh làm như thế nào mà để anh khắc phục được cái màn ảnh đó, mà tại vì em nhìn cái chiếc xe của anh là nó không còn theo cái quy hoãn thì không nữa. Thực ra không phải chỉ mình em sợ đâu, mà ai cũng sợ xe cả, từ xe to xe nhỏ, xe xe này nọ các thứ, thì tất cả mọi người đều lo lắng. Thì chiếc xe mình thật ra đây là cái xe ở thầy Vân, thì nó cái chuyện hư xe là cái chuyện đương nhiên, nó cũng là máy móc thôi mà. Nhưng mà cái chiếc này tại sao mình đi chiếc này nha, nói thêm một chút. Thứ nhất nó có một vấn đề tâm linh, sẵn đây đây một cái sự mình có một tấm hình hình xăm đây đó, các bạn thấy đây là tấm hình chụp mình với chiếc xe của mình, có biển số xe xuống khung xuống máy luôn, để lỡ mất giấy tờ thì có bằng chứng. Rồi cho hỏi là xăm ở đâu? Xăm này một bạn này hồi xưa trong ban Trang Dung, bây giờ bạn đó về Buôn Mê rồi. Xăm ở Việt Nam hả? Xăm ở Việt Nam. Dạ. Thì tấm hình này là năm 2014, thì nó giống một con bóng, giống một cái phần máu thịt của mình rồi, mình không muốn thể bỏ nó, mình nghĩ là mình không bỏ nó cũng không bỏ mình. Mình nếu mình vẫn tiếp tục dùng nó sẽ không phụ mình. Nghe nó hơi cliché nhưng mà thực sự cuối cùng thì nó lại rất bền bỉ, nó rất là đơn giản, đổ xăng rồi chạy. Nếu như bạn đi một chiếc xe mới nha, full công nghệ, ví dụ như là ngay cả ô tô đi, những chiếc ngày xưa nó bòm, bây giờ nhiều khi nó cũng công nghệ này nọ thì nó sẽ hay bị hư hỏng vân vân. Cái này nó chỉ có cơ khí là đổ xăng rồi chạy, Uzi thì ấy thì thay, rồi bể bánh giá cũng được mà nó rất là nhẹ. Thí dụ như hư kiếm chiếc bánh cải mình với ông tài xế khiêng lên cũng được, hoặc là thí dụ nó bị lúng ở đâu thì quăng đồ ra rồi tự tay kéo lên cũng được, có 100kg thôi. Thì nó, nhưng mà một cái nữa là chiếc xe này, chiếc xe rất là phổ biến, những chiếc nơi khác, nước khác nó sẽ, ngay cả mình thấy một chiếc xe giống chiếc quay ở Trung Quốc, ở lọt ở, mà chiếc xe quay của Trung Quốc làm á, giống ở Châu Phi, ở Nam Mỹ cũng có, và đồ, mấy đồ chiếc Win, mấy cái gì ta, cái Spotlight là, cái Bugatti á, vẫn lắp vô dừa, rồi lốp dành 17, ở đâu cũng có cả, mình nên, mà nhiều khi ví dụ như cái bóng sao đi, của bị hư thì mình, đứa bạn mình mới nói mày vô Walmart mua có đó, thì đúng vậy, thì mình vô Walmart mua cái đèn lái á, là nó lắp vô vừa y luôn, thì nó rất là đơn giản và phụ tùng để kiếm khắp mọi nơi. Và hơn nữa bây giờ ở thế giới bây giờ đó, nó tiện cái gì nữa, nhiều khi các bạn ship đĩa đeo phi đất 2-3 ngày sau từ Việt Nam tới luôn đó, thì nó không phải là vấn đề gì lớn nữa, trừ khi nào mình ở đây đi. Nhưng mà giống như thật sự có một cái vấn đề tâm linh này là giống như ông bà độ á, tại sao đi những cái đường này, những cái đoạn rất là vắng thế này lại không bị hư xe, không bị bể bánh xe nha. Có một cái mà khi mình đang ở cách DC á, cách Washington DC là thủ đô của Mỹ, 80 dặm về phía nam, ở gần Lynchburg á, thì lại bị hư xe. Thì lúc đó thì lại đông đúc, thì có người đi qua, có một ông cụ tên là Pinto trong sách có nói tới á, thì ông mới đến và giúp mình chở kéo về DC để sửa. Còn những cái đoạn vắng thế này thì cũng may mắn là không có bị hư xe, chỉ bị hết xăng này nọ thôi, những bị linh tinh, bị hư xi nhan này nọ. Thì cũng có một đợt cũng sa mạc nhỏ hơn ở Sọc Sa, ở cũng không sa mạc, một cái hoang mạc thì bị hư, thì lúc đó thì mới ngồi mạy mọ trên đường, thì cũng may mắn là lại không bị hư lặt vặt nhiều, tại vì nó cũng chẳng có gì để hư cả. Giống như các bạn bây giờ nhiều khi ở nhà thấy cầu chiếc quay nó chạy hoài, nó đâu có vấn đề đâu, nó chỉ mòn bánh, thay nhông sinh dĩa, thay này nọ các thứ thôi. Nên còn cái chuyện hư xe thì mình sợ nhất là cái bị tai nạn, còn lại cái chuyện hư xe là mình có thể xử lý được, trừ khi nào đang nọc râu trong rừng. May mắn là những cái đợt như qua mạc đi vô rừng thì nó lại không bị vấn đề gì hết, cũng may mắn. Ông bà độ, cảm ơn. Ông chào cho mấy gái. Tiếp tục. Nhiều cánh tay quá, Khoa chọn ai đó đi. Chỉ điểm. Chắc ai cũng được. Bây giờ mình chọn anh giữa. Hỏi hóc búa lên nha. Chào tất cả mọi người. Thì em có hai câu hỏi em muốn hỏi anh
thì anh có thể chia sẻ cho em biết là về cái tổng chi phí của chuyến đi là khoảng bao nhiêu. Và trong cái cuốn sách em đọc á, thì có thấy anh nói những cái chỗ đi ra vào Mỹ Nhật, thì khi chú hải quan hỏi, có hỏi anh câu hỏi là mày kiếm tiền lâu mày đi nhiều thế á, thì và em muốn hỏi anh là cái cách anh xin visa vào Mỹ từ Colombia mà lúc nãy anh nói về cái chứng minh tài chính như thế nào đó, thì anh có thể chia sẻ. Cảm ơn câu hỏi này. Câu thứ nhất là đố các bạn biết mình đã xài bao nhiêu tiền. Chi, tức là tổng chi phí của chuyến đi của anh. Cho em đoán. Em hỏi em đoán luôn. Thì em đoán là tổng chi phí khoảng tầm 3 đến 4 tỷ những cái con đường. Wow. Giàu quá. Quá giàu quá. Không thể nào đoán được là em lại có câu trả lời chính xác ngay từ lúc đầu tiên. Tại vì này em nghĩ là đúng rồi. Em đi như vậy rồi cái chi phí, tại vì em đi ở đúng rồi. Nam Á em thấy nó rất đúng là rồi. Tốn kém. Em thấy nó rất là rẻ đúng không? So với một chiếc mà mang chiếc xe đi khắp thế giới, đúng đi rồi. Cả năm cực đi mà tại vì anh thật sự anh không có xài nhiều. Anh chỉ đi dành tiền ăn thôi và những cái hoạt động trải nghiệm, còn ngủ thì là rất dễ, ngủ đâu cũng được. Thì ví dụ vô Booking, vô Airbnb kiếm shop từ trên xuống dưới, cái nào rẻ nhất là khi vô ở thôi, ngủ tạm hay là ai cho ngủ nhờ càng tốt. Là may mắn là ở Mỹ, ở châu Âu rất là nhiều người Việt ở đó nên họ biết, họ lại giới thiệu người kia hoặc là gặp trên đường thì họ lại cho ngủ nhờ để tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Tại vì nãy anh có cái chiếc xe kia đó thì em nghĩ là cái chi phí của chiếc xe có khi nó còn mắc hơn cả cái tiền anh đi. Đúng rồi, tiền thực ra tiền ship xe qua các biển là nó sẽ hơn tiền visa rất là nhiều. Rồi, tiếp câu hỏi của em ở Mỹ đúng không? Thì cái xin từ Colombia, Mỹ là nước lại may mắn là cho visa, xin cấp visa từ một nước khác chứ không bắt buộc là phải về nơi cái gì đó, nơi mà quốc tịch bạn có. Thì cái câu chuyện rất là vui. Sau đó anh mới rút ra được một cái kinh nghiệm để xin visa tất cả các nước đó. Trung thực, ba cái, trung thực. Hỏi là tiền đâu đi nhiều, thì nói tao là làm cho blogger, tao viết bài này nọ, viết Facebook. Thì sau đó họ hỏi Facebook anh thiệt nha, họ vô họ coi, rồi hỏi YouTube luôn, YouTube nói sao YouTube gì có 3-4 cái video không ai coi vậy. Tao là Facebooker mà, thì YouTube cũng bay rất là nhiều, nhưng mà ấy thì họ mới gặp và anh thấy được cái gì là họ Google tên anh thật mà ngay tại đó luôn. Thì cái một phần nữa có thể là nhờ đó, lúc đó là anh cho không cho, anh với tâm thế rất thoải mái, giờ cho không cho kệ. Thì các bạn nếu lên Facebook mình, các bạn gõ lại kinh nghiệm xin visa từ nước thứ ba là cái bài kể chuyện xin visa Mỹ từ Colombia, các bạn sẽ đọc được rất chi tiết, hình ảnh trên đó có đủ hết trên đó. Thì anh lại rất là thoải mái. Thì bây giờ tiền đâu thì nó tao làm đó, thì có nhiêu xài nhiêu, thì tại sao không mua vé máy bay trước? Thì bây giờ chưa biết cho không nè, với lại anh cũng nói thật với họ và thật sự là anh chuẩn bị qua Úc. Thì cái bữa đó anh ở lại chơi thêm tuần hai tuần thì mới đi ngang đại sứ quán Mỹ, thì mới nghĩ ra cái chuyện xin visa. Nếu được visa Mỹ thì bỏ cái chuyến đi Úc luôn, đi để đi sau qua Mỹ trước. Thì nói tới đâu rồi à, thì anh không muốn, thật sự anh không quan tâm được hay không thì em rất là thoải mái, mà lúc đó hỏi mà cứ hỏi hoài xong rồi lại tiếp tục sau đi qua Pakistan, Iran. Thì anh rõ ràng trong hình ảnh là từ Việt Nam đi qua, anh lúc mà trong cái đơn á anh có nói, lúc anh nói là từ Việt Nam qua bên châu Âu thì phải đi ngang Pakistan, Iran. Rồi anh lại có thêm những cái yếu tố được mà không thuận lợi như là không có nhiều tiền nè, rồi lịch không có lịch trình rõ ràng, anh chỉ nói trở lại thẳng là đi đến đâu xin đến đó thôi. Không, tao không biết, nhưng mà điểm đầu tiên plan của tao là sẽ ship qua Miami, từ Miami sẽ đi lên New York vân vân. Rồi lại độc thân, lại không có nghề nghiệp ổn định, thì lúc đó có một cái số chót như là của Samsung với Kasumine đi, thì anh lại đưa cho họ, anh lại in cái hợp đồng đó ra sẵn, anh đưa cho họ coi. Nhưng mà cái xui á là nó lại bằng tiếng Việt, nó mà ai rảnh đi tự nhiên đi dịch tiếng Anh đó. Thì nhưng mà cũng có cái để show up. Thì tiền thì anh chỉ còn một ít tiền thôi, anh cũng tự in lên ngân hàng CB, anh in ra cái file cũng không có ai ký tên đóng dấu. Nhưng mà sau đó là gì, cái lịch sử đi lại của anh tốt, anh nhìn visa, tất cả các cửa khẩu anh đi nhập cảnh đều là đường bộ, nó sẽ có cái hình hết đúng không, hình ô tô là hình máy bay, chắc mọi người đi mọi người biết, sẽ biết cái dấu đó. Tuy là cửa khẩu đường bộ và đã dán visa khá nhiều rồi, Schengen nè, Ấn Độ nè, Pakistan nè, Iran nè, rồi Peru nè. Ở đây, mình đây là mình ở Pakistan đó. Thì đây là cái cửa khẩu giáp ranh đôi giáp Lào này, thì bỏ mất ở nước Iran tiếc ghê. Thì đây là đồ của người Pakistan, thì lại có đầy đủ những cái mà mình ấy. Nhưng mà sau đó mới thấy là mình trung thực, và những giấy tờ họ đưa ra
không phải là bắt buộc phải có. Nếu không có thì mình phải có lý do rõ ràng tại sao mình không có đó. Tại vì tao đang đi Ua Lan, tao không có trở về, tao chỉ xin trên đường, được thì tao đi tiếp, không thì thôi tao tìm cách đi nước khác. Đó là cái kinh nghiệm của anh, là hãy trung thực, đừng cố gắng. Mình là giàu có, mình phải nói rất là hay về bản thân mình, mình là sao, mình như vậy, kế hoạch của mình thì một là họ sẽ ok. Với lại cái câu chuyện của anh ấy, ví dụ bây giờ em mà em bay qua Colombia, em xin visa Mỹ thì họ sẽ question liền đúng không? Tại sao mày xin đây, họ sẽ refill. Nhưng mà anh có lý do tại sao anh lại xin visa Mỹ từ Colombia, đó là do anh đang đi overlanding. Đây là điểm thì Mỹ sẽ là đặng ngành kiến thức, thì họ verify được cái vấn đề đó, đúng không? Và với có thể là do cái tâm thế bàn quan đường cũng được thì nó thoải mái thì cuối cùng. Nhưng mà cũng đấy lý do là ông bà đổi. Yeah. Nhưng mà khi trong cái hộ chiếu của anh á thì anh có đi qua Iran á, thì sẽ có dấu nhập cảnh xuất cảnh của Iran á, thì khi anh chỉnh cái hộ chiếu đó thì nó sứ quán Mỹ nó không có vấn đề gì đâu. Tại vì mình là người đi du lịch thì mình đi nước này nước kia thôi, nhưng mà mình chưa đi Israel, nhưng mà mình nghe kể rằng Israel và Iran nó sẽ mới là vấn đề lớn. Hai nước đó nếu thấy sẽ không thích. Còn thực ra Mỹ với Iran thì nó chẳng quan tâm, mình là tourist mà mình đi chơi, nước này thì mình đi nước này nước kia đó thì cũng mình đâu có vấn đề đâu. À, chị sản xuất cái này, đây là một cái one life túi sơ cứu. À, túi sơ cứu nghĩa là gì? Các bạn có thể tự cứu mình hoặc là cứu người khác trên đường. Đây là một cái mà trong chuyến đi mình đã mang theo. À, thì bây giờ có một cái xịn hơn, thì đây có chị Thùy là chị sản xuất cái này ở đây, và đây túi sơ cứu đầu tiên của Việt Nam làm luôn các bạn, trước đây là phải mua mà thì mời chị Thùy đứng dậy đây. Chị Thùy đó rồi bây giờ là đố ha, bây giờ đố nhanh gọn lẹ nha. Bây giờ mình sẽ hỏi thủ đô của một nước này. Bạn nào giơ tay đầu tiên mà trả lời đúng mình sẽ tặng món quà này. Nhớ giơ tay đừng có ngồi dưới đó nha, mời mọi người xe lấy quà mình. Bây giờ thủ đô của nước kế tiếp nha. Đố các bạn thủ đô của nước Brazil. Brazil. Mời bạn đây. Brazil. Dạ, thủ đô nước Brazil ạ. Thủ đô nước Brazil là Brazil. À, dạ không đúng ạ. Mời em. Dạ. Sao Paulo, đó là thành phố lớn nhất không phải. Mà bạn nón, mà bạn nón xanh. Rio de Janeiro. Dạ không đúng luôn. Rio de Janeiro dòng sông thứ 1 không đúng luôn. Trời ơi, nãy giờ chưa kêu chú rồi hát mai phước. Dạ. Mai phước là Brasilia. Brasilia là câu đó là chính xác. Đó, không gì mà biết. À, anh nói vàng rất tiếp cho anh là cũng gần đúng. À, Rio de Janeiro là thành phố cho đẹp, có thể nói là đẹp nhất, nên tổ chức World Cup 2018. Sao Paulo thành phố lớn nhất giống như thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, nơi trung tâm kinh tế. Nhưng mà thủ đô của Brazil là Brasilia. Đó, có nghĩa là mọi người không nghe nhau. Dạ có chứ. À, mai cảm ơn phần quà, cảm ơn Phương đã trả lời. Phương làm bên công ty Decathlon, cũng là người bạn lên núi, trong nhóm lên núi chúng ta với mình. Rồi. À, một phần quà kế tiếp là một cái túi khô chấm nước của Netflix, cũng của người bạn của mình, của Mai Lèo, túi ngủ đó. Đây là nước nào? Chạy bên dương nhanh quá. Nước Ý. Chính xác. Yeah. À. Đây là tấm hình ở cái vùng gọi là Bóc Vô, thì nó là cái nơi mà các bạn nhớ cái đợt dịch đầu tiên ở Ý, cái vùng La Bắc đi á, bị rất là nhiều, bị rất là nặng, thì tấm hình này chụp ngay cái chỗ đó luôn. Thì cái cây này vừa rồi cũng có đi một chuyến Nam Âu từ Tây Ban Nha chạy qua, nhưng mà tiếc là không có ghé lại được Tây được. Rồi sẵn hỏi tại sao Khoa thích cái tấm hình này mà dùng nó làm hình bìa? Tấm này giống như nó sinh ra để làm cái bìa sách luôn á. Thì mới đầu thì mình lấy tấm này làm cover, thì mình hình trong đầu thì cái đây ví dụ chẻ ở đây thì bên đây là mình, phía sau là chiếc xe. Thì mình rất là mất nhiều công sức để chụp ra cái tấm này. Nhưng mà cái là chụp điện thoại nên khi mà to ra cái bìa sách, mọi người thấy là nó sẽ không được sharp giống như chụp máy ảnh đúng không? Nó sẽ còn hơi mờ một xíu. Đó, nên tiếc là nếu lúc này mà mình lấy cái ảnh mình chụp thì chắc là cái chất lượng hình sẽ rất là tốt. Thì sau đó có một cái chị họa sĩ chị mẹ tặng lại tấm này cho mình rất là đẹp. Rồi, bây giờ tới anh Nguyên một thân. Có em nào xăm lên tay cái hình đó luôn mà, nó khoe luôn ấy. Ở đây mình xăm cái này luôn với cái số 1 cũng dễ thương. Nhưng mà cái hình này thì ba mình cũng có vẽ lại làm bìa sách, nhưng mà cuối cùng thống nhất với nhà xuất bản là lấy cái hình chụp. Thì nhưng mà vẽ lại xong lại cái này cho ba bố mình đỡ buồn. Nên vẽ được cái này cũng vượt dạ. Rồi, tiếp. Bây giờ anh Nguyên có muốn bốc thăm trước hả? Bốc thăm một phần quà trước đi.
Đặng cũng đồng hành cùng Khoa rất là nhiều, hay tặng quà pin cáp sạc để Khoa đi lòng vòng du lịch. Bây giờ mình xin khai báo đầu tiên, tí nữa sẽ tới bạn nhất mình ba phần ba cái thăm sẽ là có ba phần quà cùng sạc dự phòng. Rồi ba phần, các bạn đã có nhớ số của mình chưa? Dạ, số đầu tiên là 056. Số thứ hai là 051. 051. Bây giờ rồi. Lại là một số năm nữa. 054. Xanh đỏ đen. Rồi lên chụp tấm hình kỷ niệm luôn. Xanh đỏ đen. Mời Hằng Đặng lên tặng giùm. Để Trang lên tặng. Chào tấm hình kỷ niệm 051, 054 là ba người mặc ba màu áo. Còn nữa yên tâm, còn nhiều lắm. Dạ, còn rất nhiều. Rồi. Ok. Cảm ơn. Chào mấy khóc thêm một lần nữa. Chị Thùy là đã tài trợ 14 cái phần quà này để mình tặng sinh viên, thì cũng có chị Thùy và chị Thùy Vinh Hạnh bóp thêm giúp em một cái thăm nha. Bây giờ bóp tiếp không? Rồi. Quà nhiều quà quá giờ. Bóp 5 cái áo thun. Rồi, 5 cái áo thun. Mai Nguyên, 5 cái luôn đi. Còn nhiều lắm nè, bóp một lần 5 cái cho anh mong hết. Rồi tặng 5 cái áo thun giống cái áo này. Rồi, 5 áo thun. Để mẫu model Mai Nguyên. Rồi chị Thùy, tốt. Chị Thùy hơi bóp. Dạ. Ăn cá luôn. Ăn cá luôn. Rồi, mai vậy. Rồi, cộng lên, cộng lên. Cộng lên, cộng lên, cộng lên. Số 53. 53. 53 đâu. Rồi, lên luôn, lên luôn. 21. 21. 53, 21. Lên luôn, lên luôn. Lên luôn. 25. Rồi lên luôn. 35. Con dê. 37. Rồi lên luôn. Cảm ơn chị Thùy. Rồi nhiều phần quà lắm nha các bạn. Ai cũng sẽ có quà. Nếu các bạn có bốc đúng thì cũng đến đây nhớ nhắc mình. Mình cũng có một cái bốc khóa xinh xinh. Chị Hương tặng áo lên chị Hương. Rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn. Một tràng hô tay các bạn ơi. Rồi, các bạn nha. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 động lực từ bỏ công việc hiện tại và bắt đầu chuyến đi. Thực ra cảm ơn câu hỏi của em. Thực ra trước đây thì các bạn cũng biết là mình rất là mê chơi, nhưng mà kiểu đi thứ bảy chủ nhật đi, hoặc là nhiều khi nghỉ tháng cũng không trả, thì mình muốn giống như nãy mình có kể, đi một cái chuyến không hẹn ngày về luôn, đi cho đã, đi bây giờ không đi được nữa, và mình cũng muốn thử coi là cái khả năng của mình ở đâu. Thì mới lên plan đó, thì sau đó thật sự là có một cái bằng chứng là mình đã đi, mình tự tin làm được, tại vì mình đã đi xuyên Việt nhiều lần rồi, mình đã đi off-road vô rừng rồi đi ra nước ngoài chạy ra Singapore, thì mình mới nghĩ là mình có thể đi xa hơn, và mình cũng muốn thử, và cũng một phần là cũng cho các bạn thế giới thấy là Việt Nam làm được. Tại vì thực ra cái chuyện này nó thế giới nó không lạ, nhưng mà đối với Đông Nam Á thì Singapore, Malaysia cũng không có nhiều người làm như vậy, và cũng không có ai giống như là đi liên tục tất cả châu lục luôn, nên mình cũng cho mọi người thấy là Việt Nam dù mình sẽ có hơn rất là nhiều visa, thì các bạn cũng biết visa Việt Nam đi đâu gần như đi đâu cũng phải xin visa cả, nên phải cố gắng để thử coi mình đi được đâu cho mọi người thấy là người Việt Nam có thể làm được. Nhưng một chút là đường hàng rào trong đó, nên cũng cuối cùng thì đi sau đó về các bạn Malaysia xin để rất là để mình mọi người bên đó bên Thái Lan cũng hay đủ và chơi giao lưu, là xong cái về lại Covid nên cũng không bán, thì là vậy thôi. Thì đơn giản là không có lý do cao cả gì cả, chỉ là thích đi chơi và thử khả năng của mình đến đâu thôi.
chứ đi ngắn vậy thì nếu như mình nghĩ mình thích đi chơi tới mình bay qua châu Phi mình về bay Úc về thì tổng cái chi phí sẽ rất là lớn, cuối cùng thôi làm một tour luôn thử đến đâu thì cố gắng hết sức cuối cùng lại đi được một cái chuyến rất là dài. Cảm ơn câu hỏi của em. Xin tiết lộ luôn là trước khi bắt đầu chuyến đi là Khoa làm ở công ty Yamaha Music Việt Nam, tức là công ty âm nhạc Yamaha, bộ phận đờn ca tài tử, đánh đàn. Đấy, cho nên là Khoa đàn rất là hay nha các bạn. Không, cũng được. Thì trước đó làm công ty nhập bên máy móc qua Yamaha Music làm thời gian, rồi sau đó lại qua một công ty Đức khác làm. Đó thì mình, nhưng mà tất cả đều là làm sale hết, bán hàng. Tại vì trước đó mình là shy boy, mình ngại ngùng lắm, gặp ai cũng ngại, không có nói nhiều nên phải đi làm sale để dạng dĩ hơn mình. Thật ra cái công việc nó cũng giúp mình tự tin hơn trong cái chuyến đi rồi, giao tiếp, nói chuyện, rồi xin xỏ, rồi này nọ để thuyết phục người khác. Còn Thanh Coca đó, cô Sô-cô-la nữa đó. Dạ, còn tiếp không? Cũng còn rất nhiều, và chắc một câu hỏi nữa. Mời chị đi. Xin chào. Xin chào Khoa, mình tên là Vinh. Chị một lần xem khi mà em có ở trường đại học thì em nói là có người hỏi em là như thế nào khi mà phụ nữ đi. Thì em nói là phụ nữ đi càng tốt sẽ càng nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn, đúng không? Thì đó là động lực từ đó đến giờ làm cho chị như là quyết định sẽ lên set up cái kế hoạch đi này giống em. Chị cũng chờ sắp em nhiều năm, nhiều tháng rồi thì tới bây giờ mới ra, chị rất là vui. Nhưng mà chị rất là lo về cái khoản là phụ nữ đi mà xin, giống như là em nói là em ngủ lều á. Thì em có kinh nghiệm gì về vấn đề đó, tại chị sẽ ngủ lều rất là nhiều. Chị nói cái này à. Em cảm ơn câu hỏi của chị. Thật sự chị và mọi người cũng biết là đã có hai bạn nữ đạp xe, một bạn từ Việt Nam qua Pháp. Xin lỗi. Một bạn từ Việt Nam qua Pháp và một bạn là từ Pháp về Việt Nam. Bạn thấy khủng khiếp không? Đạp xe thì mình cũng tư vấn visa cho, nhưng mà cái một phần là các bạn đó lại đi cặp, đi với bạn trai của mình và đi với chồng của mình. Nhưng mà trên thế giới dù có đã có một bạn nữ chạy một chiếc Vespa cổ từ Singapore đi qua tới châu Âu luôn, thì và trên thế giới trường hợp rất là nhiều, nên dĩ nhiên không phải hoàn toàn nữ sẽ đi an toàn hơn nam, tốt hơn nam. Mọi giới tính, mọi cái tính chất chuyến đi nó sẽ đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Nữ thì thật sự đi và mình thấy những trường hợp là nữ thì người ta sẽ rất là giúp đỡ, đúng không? Thấy một cô gái dĩ nhiên lang thang thì mọi người cũng giúp đỡ, nhưng mà dĩ nhiên phải cẩn thận hơn với nam giới. Nên cái nào cũng có một cái điểm cộng cũng như một cái điểm trừ cho cái từng cái giới tính cả, nhưng mà quan trọng là mình biết bảo vệ mình thôi. Còn cái chuyện ngủ lều thì sau khi em rút ra kinh nghiệm và sau khi đọc tìm hiểu hỏi những bạn khác thì cái nơi cấm lều an toàn nhất là cái nơi không biết mình ở đó. Tại vì mình không chẳng có sợ gì thú lần cả, cũng không có vấn đề phải lo, chỉ là sợ những cái người khác thôi. Thì nếu mình cấm camping ở một cái nơi mà không ai biết mình đang ở đó thì người ta không biết mình thì người ta không thể hại mình được. Chẳng hạn như mỗi lần trong sa mạc này nọ thì ví dụ kiếm một góc nào vắng vắng, hoặc là ví dụ ra đồi cát hoặc là vô rừng thì thật ra đâu có vấn đề gì, đâu có ai đến hại mình đâu, người ta đâu có biết mình đó. Nhưng mà đó là ở châu Á, châu Mỹ, Nam Mỹ. Còn ở châu Âu, chị biết là ở châu Âu, ở Mỹ thì không được phép wild camping, không được phép là muốn ngủ đâu ngủ, phải có vô cái campsite, không là cái private land, cái đất của người ta phải cho phép mình, chứ không là người ta có quyền báo cảnh sát hay là tự làm gì đó để đuổi mình đi. Thì những nước đó thì tốt nhất là tìm những cái campsite và đa số là được miễn phí, cũng không đông. Nếu không có một số cái chỗ thì các bạn phải mua vé, thì những cái chỗ thực sự an toàn. Còn kiểu wild camping thì không phải nước nào cũng có, nhưng mà quan trọng là mình tìm cái địa điểm phù hợp. Và nói chung càng ít người biết ở đó càng tốt, cũng không có vấn đề gì phải lo nhiều. Nên nãy là chị hỏi về câu là chị sợ nhất, bây giờ chị hỏi về câu chị cần biết nhất. Có nghĩa là lúc mình xin passport cho chiếc xe đó, cái mà Carnet de Pass, thì em có được cái giấy đó rồi thì em đi được tất cả các nước đều qua được hết hay là nó giới hạn như thế nào? Để coi, em sẽ sẵn cái chủ đề này cũng hay nên em rồi chị còn có nghe người nói là nếu như mình đi qua những cái ranh giới, những cái biên giới đó, mình phải đặt cọc một cái số tiền mặt bằng trị giá gấp đôi chiếc xe để mình vào trong cái nước đó, và khi mình ra khỏi thì mình lấy lại tiền, cái đó có đúng không? Đây sẵn mọi người sẽ trong sách có nói về cái này.
Bây giờ sẵn và sẵn câu hỏi với chị. Cái giống như mà cái cuốn passport cho xe, nhưng mà không phải nước nào cũng cần. Trong đó có Việt Nam, bằng chứng là không nhiều người biết về cái này. Thì cái canet anh mở là cái Wikipedia đi. Rồi anh kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Đây, cái, đây là một cái bản đồ. Đây là những nước sẽ cần thách nét. Đó, thì mình đi từ Việt Nam qua châu Âu, mình phải băng cái mà muốn đi đường Nam Á thì mình thấy là mình phải Ấn Độ cần, Iran cần, Pakistan cần, và sau đó đi tiếp thì Úc cần, New Zealand cần, phía Đông Phi cần. Thì cái Canet Basic nó là một cái cuốn passport cho xe, và khi muốn làm cái Canet này thì nước gần nhất mà Việt Nam thì không có, nên Việt Nam không làm, thì mình thấy là ở Malaysia nó có, thì mình mới liên hệ. Mình mất, thật ra cái chuyện mà đúng ra 2015 mình chuẩn bị thì 2016 mình đi rồi, mình có một cái bản đồ giấy để là mình đếm ngược từng ngày, một năm sau đi, cuối cùng nó lại mất hơn một năm rưỡi. Thì đó lý do tại sao mình phải tới 2017 mình mới lên đường. Thì cuối cùng thuyết phục được bên Malaysia, họ làm được cho một cái công dân Việt Nam mà không cần phải mang xe qua. Đúng ra họ phải mang qua, họ coi số khung, số máy, rồi này nọ các thứ. Thì mà mình thuyết phục được họ là mình muốn, rất là muốn làm chuyến đi này, mà không có thời gian, không có chi phí để mình chạy qua mình làm. Nên bây giờ mình nói là mình tôi chụp hình gửi xe qua này nọ, chụp số khung, số máy, giấy tờ, thì họ cuối cùng họ thuyết phục được, họ chịu làm cho mình mà không cần phải mang chiếc xe qua. Thì cái Canet Deposit nó sẽ có nhiều trang. Chắc các bạn biết, nếu đã đi Lào hoặc Campuchia mà có cái sổ liên vận đúng không, sẽ có một cái đóng dấu vô nhập cảnh, đóng dấu xuất cảnh, thì cái này nó cũng giống vậy. Nhưng mà cái này là dùng cho các nước trong hiệp định Canet, bây giờ người ta đang bỏ từ từ rồi, chẳng còn ai dùng nhiều nữa. Thì cái này lúc vô á, đóng passport mình xong thì họ cũng đóng vô một cái cuốn mà họ xé một tờ đó. Thì lúc xuất cảnh họ sẽ đóng cái lúc xuất cảnh và họ lấy tờ kia. Thì nếu như để làm gì thì lúc làm được cái này thì giá trị xe bao nhiêu phải đóng. Thực ra không hẳn là tùy nước sẽ đóng 100% giá trị tiền xe, 200 giá trị tiền xe. Nhưng mà còn bên Malaysia thì đóng, lần đó mình khai chiếc xe mình có 400 đô thôi, thì rõ ràng là chiếc xe này bây giờ là 8 triệu là hơi bị nhiều rồi đó. Nhưng mà khai 400 đô thì mình đóng đúng 100% giá trị xe là mình đóng 400 đô. Thì 400 đô đó cái nơi cấp họ sẽ giữ. Thì những cái nước mình đi, ví dụ như Ấn Độ nha, họ cho mang xe vô 6 tháng, dù 6 tháng sau họ không thấy thằng này nó đóng dấu xuất ra, họ không có khớp hai cái tờ đó, không có thấy dấu xuất, thì điều đó chứng tỏ là mình đã bán lại chiếc xe này, đã vi phạm cái luật là tạm nhập tái xuất, mình không có đem xuất xe đi. Thì họ có quyền họ claim lại cái nơi cấp cho mình là Malaysia để họ lấy cái tiền 400 đô đặt cọc của mình đó. Thì cái ý nghĩa của Canet Deposit là vậy. Nên mình muốn đi đường Nam Á nên mình mới đầu mình cũng gọi qua Ấn Độ nhờ họ làm cho, không làm anh cũng lúc trước là cũng trong Canet, nhóm Canet họ cũng không chịu làm cho, thì cuối cùng thuyết phục được Malaysia. Thì sau đó mỗi cái cuốn Canet nó có thời hạn trong một năm. Thì sau khi mình đi đến Chile, ở đây mình chuẩn bị qua Úc, thì lúc đó đã quá hạn một năm rồi, thì mình mới liên hệ Malaysia nhờ họ gia hạn, thì mình gửi cái đó qua văn phòng Malaysia, IAM là Automobile Association of Malaysia, thì họ mới đóng dấu là extend one year. Thì mình mới lấy cái đó để mình đi Úc. Thì đi Úc đi sau đó thì dòng để chuẩn bị đi qua châu Phi. Đi qua châu Phi thì lại cần cái đó, thì lúc đó là nó chỉ được gia hạn một năm, thì mình phải làm một cái cuốn mới, thì họ mới gửi cái cuốn mới đó qua cho mình. Mình mới đóng, tiếp tục đóng tiền. Thì bây giờ về đúng ra là mình đã mang về rồi, mình đã đúng thủ tục, thì mình phải lấy 400 đô mà kiểu lu bu quá, chưa có thời gian mà plan để lấy lại, coi như để bên đó luôn. Thì có dịp năm sau chạy qua Malaysia chơi, ghé thăm cái chị đó làm cho mình. Khi lấy 400 đô đó xong rồi cái dẫn cho nó đi ăn để cảm ơn mình đó. Thì đó là cái Canet Basic. Thì các bạn ghi nhớ cái này thì các bạn rõ thêm, các bạn sẽ hiểu thêm. Thì bây giờ chỉ còn vài nước xài cái này thôi, chứ nó mọi người lúc mà có vẻ như là ký hợp định này sẽ thấy nó dễ dàng hơn, cuối cùng nó là rất là phức tạp, nhưng mà cũng không có mấy người đi dùng trên thế giới đâu. Và nếu như ai đã đi muốn cung cầu thì người ta sẽ chấp nhận cái chuyện rất là khó khăn trong cái này, nhưng mà khi đã có rồi thì nhập cảnh nó lại dễ hơn. Còn những nước chẳng hạn như không hết trong đây thì mình phải mua bảo hiểm xe từ cửa khẩu, mình phải ký giấy tờ rồi này nọ các thứ, thì nó cũng khá mất thời gian. Nhưng mà những cái nước giàu thì nó rất dễ, như là châu Âu, Mỹ, Canada thì mang xe vô rất là dễ. Thì sẹt nó chỉ báo khi nào ra thì gửi email báo là tao đã xuất cảnh chiếc xe rồi, cũng không cần, mình là tourist nên cũng không cần phải check khí thải, phải Euro 4, Euro 5 gì hết. Tại vì mình là tourist thì mình sẽ được exemption, mình sẽ được miễn trừ, đúng không? Còn bây giờ các bạn mua một chiếc xe mới, các bạn phải đăng ký ra biển thì nó mới cần cái test này. Nói còn mình là tourist, mình có visa, mình có điền tờ khai để nhập cảnh xe thì chẳng cần mấy cái đó, đúng không?
Cảm ơn. Chị một phóng bàn. Vượt quá. Cảm ơn câu hỏi của em. Thì ông bà nội tiếp. Thực sự á, nhỏ lớn thì gần như là mình chưa vào bị bệnh cả. Có thể sức đề kháng rất là tốt. Chỉ có hồi nhỏ kiểu như mới đẻ thì sau đó bị sốt huyết, hoặc tự nhiên sinh luôn tưởng là lên đường, cuối cùng lại sống. Rồi sống, sau đó khỏe mạnh đến giờ, ngay cả đợt dịch Covid rồi mình cũng không bị bao giờ. Có thể là mình đã bị mà mình không biết. Thì nói chung là sức khỏe rất là tốt, sức đề kháng tốt, và mình cũng đi kiểu giống như em nói là cũng đi xuyên Việt nhiều lần, cũng đã từng ở lần đầu lạnh nhất trong đời là lúc tới Sapa là khoảng 1-2 độ. Ráng lúc đó là định đi tiếp về Nghĩa Lộ rồi, nhưng mà nghe đồn là có vẻ mấy cái ông ở Lai Châu dụ là ngày mai có tiết ở Sapa con, thì mấy dòng ở Sapa cho biết thì lúc tới đó thì đúng là 1 độ, nhưng mà cuối cùng có tiết thì đã thấy rất là lạnh, thì thấy rất là kinh rồi. Nhưng mà thật sự cái tính mình phải thích trời lạnh. Rất là ghét nóng nha, thì nên hay sau này chắc dọn nhà Đà Lạt ở, thì ở đâu lạnh thì thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Chắc kiếp trước rồi ở Bắc Cực của Eskimo quá. Những cái chỗ lạnh thì mình thấy rất là dễ chịu, mà có một cái đầm ở Greenland đó, âm 30 độ, âm 3 thêm wind chill, âm 25 thêm wind chill, đó là các bạn biết gió là khi lạnh mà có gió thì nó nhiệt độ sẽ bị giảm thêm, âm 35, âm 40 thì rất là lạnh. Nhưng mà cái vấn đề nhiệt độ, tại sao những người sống ở Phần Lan, người Eskimo, những người ở Sahara, điều kiện nhiệt độ nó khác nhau rất nhiều mà vẫn tốt, tại vì họ thích nghi. Còn mình là cái người châu Á, thì mình là cái người ở xứ nóng rồi, ở trong miền Nam, thì nên cái chuyện nóng nhất trong cái chuyến đi này là cái đợt ở cái nút này, cái sa mạc á, ở Perth á, là 49-50 độ C, hoặc là ở sa mạc Lut từ Pakistan qua Iran, nó rất là nóng. Thì vấn đề là gì? Mình phải che chắn, mình phải vấn đề theo cái kinh nghiệm của mình để giữ sức khỏe là cái thân nhiệt nó phải luôn ổn định. Nóng thì mình phải che chắn cơ thể, phải uống nước thường xuyên. Trời lạnh thì cũng phải giữ ấm ngay từ đầu, chứ không phải là lạnh quá mới mặc áo khoác ra ngoài. Thì trước khi ra ngoài mình đã mặc áo khoác nhiều cẩn thận rồi. Thì cái nhiều cái áo, một cái là khuyên con vào sai và luôn đúng, đó là nhiều lớp áo sẽ ấm hơn là so với cái áo giày. Thì giống như trường hợp của mình cũng vậy. Mang rất là nhiều áo khác nhau, đi đến đâu lạnh thì đường cần vô. Xong khi mà qua trời ấm, mà nếu trong vài tháng tới không cần á, thì ưu tiên cái lượng lượng mình sẽ bán, hoặc là cho, hoặc là để lại đâu đó cho chủ nhà, hay là cho ai đó, thì sau khi lạnh thì mua tiếp. Thì vấn đề là phải luôn giữ cái thân nhiệt nó ổn định, tự bảo vệ mình. Thì nó cái chuyện đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cái đợt ở Úc thì cũng sáng bị kiểu như sốc nhiệt á, tại vì nó quá nóng các bạn, mà bao nhiêu nước uống hết rồi. Nhưng mà cũng may mắn là cũng có nhiều người tốt. Kiểu đi trên đường thì có một đoạn cũng thấy giống như là chóng mặt, cũng sắp xỉu rồi. Thì may quá thì lại có một cái công trường xây dựng, người ta đang sửa đường, thì mấy ông công nhân mới thấy. Thì từ một chiếc quay mà chạy cái đoạn đó, thì mà đúng cái những cái đỉnh ngày vào đang vào đỉnh điểm cháy rừng ở Úc là vào khoảng 11-12. Đó là lúc mùa hè Úc tại Nam Bán Cầu. Thì lúc mình ra mùa đông thì Nam Bán Cầu sẽ đang vô mùa hè, thì nó lại mọi người lại cho nước lại rất là may. Chứ không cái đợt đó cũng mình chật ra giữa đường mấy cái nó chắc cũng lên đường. Đúng là kiểu ông bà nội thật cũng nhiều khi nhớ là cũng hãi, nhưng mà cũng không sao. Nhưng mà hoặc là cái đợt bên bờ đông Mỹ là bị mưa liên tục, nước liên tục, tại vì đồ áo mưa mặc bao nhiêu nó cũng ướt rất là kinh, nên cũng may là qua được. Cảm ơn câu hỏi em. Một phần bà chứ em. Lúc mình tới Cuba đúng một dịp kỷ niệm một cái năm rất là đẹp, số rất là đẹp. Bao nhiêu trăm năm đó đối với bạn là bao nhiêu năm? 700 năm. Cuba. Thì có thể. Ok, rồi bây giờ anh Nguyên, đây là phần quà kế tiếp nha, là các bạn nào đã nói Kasumina, đây là có một cái một đặt lớp của Kasumina, cái hãng đó đồng hành với mình. Thì bạn nào, nếu các bạn không có một đặt lớp bất kỳ xe nào, nhưng mà Kasumina không có làm nhiều châu phong khối lớn, thì chắc bạn nào xe nhỏ hoặc là các bạn kiếm chiếc xe nào mắc thì thừa mắc thì cho họ đặt tiền cho mình. Thì đây là một cặp một bộ xong lớp.
Dạ, bây giờ anh Nguyên hãy mở bất kỳ hình nào cho các bạn đoán. Tấm khó nhất luôn. Rồi. Đứng giữa sa mạc luôn. Rồi. Đó. Dạ, cái này hơi căng nha. Sẽ không có dữ kiện để đoán. À, đoán được rồi. Đây là đất nước nào? Em có bạn đó luôn, có rồi, giơ tay luôn. Không có đâu. Em gái đi. Em gái. Không đúng rồi, nhưng mà hơi khó nên cho em đoán lần nữa luôn, không phải châu Úc. Rồi. Bây giờ gợi ý nha. Ở Nam Mỹ. Để nước nào. Em biết rồi. Ở đâu? Peru. Không đúng rồi. Phải cho em đoán lần nữa luôn. Đâu lại luôn. Anh lên thử. Nam Mỹ. Chi tiết này là anh lúc anh tới là tại sao phải đứng đây không có đi tiếp, thứ nhất là vì sao não, thứ hai là đứng tại một đầu đua nó chạy ngang qua mới đi tiếp được, là đâu? Dạ, vì là sự trợ giúp của em thì là em đón chi đáp án cuối cùng của em. Xin chia buồn nha, phải cho là nữa được không? Rồi, lại. Chưa có, thật sự cũng không có nhiều điều kiện nha, cũng không biết. Rồi, phải cho đó là nữa rồi. Phải cho là nữa không? Cho là nữa. Quá trời luôn hả? Dạ. 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 Lựa tấm khác vậy nha. Tấm khác đi ha. Rồi, cảm ơn em đã tham gia. Wow, cái bàn tay. Rồi, ở đâu? Lẹ lẹ lẹ. Không phải bàn tay vàng. Ở đây, hình như cái này có đúng sách. Đúng rồi, lập nhanh. Đây là ở Nam Mỹ tiếp. Thôi, mời bé Huyền. Dạ. Dạ. Cuba. Cuba không phải Nam Mỹ rồi. Rồi, dạ. Tiếp tục một cái tay rồi em luôn. Dạ. Tại sao anh biết là Chile? Đoán đó là câu trả lời chính xác. Đây là Mano del Desierto. Mano là bàn tay, Desierto là desert, là sa mạc, là bàn tay sa mạc, là một cái công trình kiến trúc để ghi nhớ lại cái thời kỳ đen tối mà Augusto Pinochet là độc tài Chile kiểm soát đất nước. Xin chúc mừng em. Bạn em trai về thay sắm lớp. Rồi, tiếp tục, còn bao nhiêu? Tiếp một phần nữa luôn. Không hành nữa. Bây giờ là đến hồi nãy là một cái xăm lốp, bây giờ tới nhâm sinh dĩa. Đây, ghi tượng trưng là Yamaha Exciter, nhưng mà xe nào có xài nhâm sinh dĩa rồi. Bấm đại đi. Rồi, ok, đó. Rồi. Sư tăng. Nước nào? Rồi, ca cũng hẳn. Rồi, mời em trai. Đúng rồi. Dạ. Em xin trả lời là Ecuador. Ủa sao biết hay vậy không? Đúng rồi, tại em đọc trên sách á. Quá nhanh. Rồi, còn một tờ tặng em. Em alo, phải đó gửi cho mình qua để mấy bạn nó gửi cho em nhầm. Dạ. Rồi, đây là Ecuador đó. Chiếc xe tăng cũng đúng là chiếc xe T54 hả? Ở dưới Độc Lập luôn á. Đó là Ecuador cũng dùng xe tăng đó, cũng dùng chiếc đó. Rồi, bây giờ tiếp tục bốc thăm nha mọi người. Ta-da. À, có bạn nào chưa có số để phòng thăm không? Một vài người mới vô. Chào các bạn đi vui. Rồi, ba phần quà là ba cái em bóc luôn đi. Ba cô bên dự phòng của hàng đẳng accessory rất là xịn. Rồi. Rồi, đọc luôn em, đọc to luôn. Rồi. Đặt số 73. 73. 73. 73. Chơi. Dạ số 77. Wow. 77. Số 77 công tơ. Rồi, lên 77. Dạ, số 75. Sốc lên gì hết. Khó chịu sốc lên. Rồi. Thôi, cảm ơn. 73, 75, 77. Có sốc lên. Rồi, 73, 75, 77. Ngành 3, VIP dự phòng. Inno Style của nhà 75 nè. Khán giả mới vô. Mới vô hôm kia. Dạ. Rồi cho em. Dạ. Hay. Rồi, hay quá. Cùng chơi gái ba lần hôm nay. Dạ. Thank you.
Rồi bây giờ hình như là hết quà rồi đó, bây giờ còn quà của ông Nguyên thôi. Rồi bây giờ các bạn nào có muốn đặt câu hỏi nữa không? Giờ hỏi thêm đi, bây giờ bạn nào hỏi mình tặng. Rồi em hỏi đi, chắc em dạ em hỏi đi dạ. Sắp tới thì em dự định đi Đông Nam Á khoảng 3-4 tháng á. Thì em hỏi là bây giờ thủ tục để đem xe máy qua các nước Đông Nam Á thì nó cần những giấy tờ như thế nào? Và cái thứ hai là với là kinh nghiệm vừa đi trước cho anh thì anh có cho lời khuyên gì để qua đi rất là nhỏ. Bây giờ mà em đi xe máy mà đi phân khối lớn hay phân khối nhỏ? Phân khối nhỏ thì qua Campuchia ok, từ Campuchia qua Lào ok, nhưng mà từ Việt Nam mà qua Lào luôn nó sẽ hơi căng. Thái Lan bây giờ đã cho dễ dàng hơn rồi, hồi trước đây là phải rất là phức tạp, nhưng mà gần đây có một nhóm đi Thái Lan phải không anh? Có một nhóm là, nhưng mà có một cái bây giờ thực sự đi đơn độc hành nó rất là căng. Nếu như có công ty tour họ làm giấy tờ trước, họ đi Campuchia làm cái tour road trip á, đi qua Thái thì nó sẽ rất là đơn giản, nhưng mà bây giờ nó sẽ khó hơn. Bây giờ Thái nó cũng relax hơn rồi, thì đi xuống Malai bây giờ họ đã siết cái vụ canet. Theo anh được biết trước đây xe nhỏ không cần, bây giờ phải có canet, và Singapore bây giờ cũng phức tạp, nên thực sự anh không nói trước được. Nếu của lực khẩu lớn không được, có thể thử của phong nhỏ, nhưng mà phong cái lớn thì chắc chắn là qua cam sẽ rất là cam. Rồi hầu như không được thì anh nghĩ nên đi xe nhỏ, thì như xem tình hình trước thế nào và hỏi trực tiếp một số bạn bên đó, những cái công ty tour coi là bây giờ có phải đăng ký không. Thường là như cái đợt anh đi qua Thái đúng cái lúc khó thì phải mất 400 đô để một công ty tour họ làm giấy tờ cho mình, họ làm cái giấy bằng lái quốc tế theo yêu cầu của Thái Lan. Tại cái bằng của mình với bằng của Thái nó lại khác nhau, Thái với Nhật nó một rơi với nhau, bằng Việt Nam lại là theo hướng quốc tế số 8 thì họ lại không công nhận, lại phải làm bằng lái khác, đó là đi solo nha, thì họ lại rất là phức tạp. Thì rất lâu rồi không có ai chạy vô Malaysia nên cũng không rõ, nhưng gần đây có một số nhóm đi Thái nhưng mà là công ty lớn nên thật sự anh không trả lời trước được. Nếu không được thì giải pháp tốt nhất là em hãy cố đi qua Thái thôi, rồi còn Malaysia hãy qua Malaysia thuê xe bên đó, chạy Malaysia xuống Singapore, biển số Malaysia qua Singapore rất là dễ, thì chạy dọc như nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều nếu cố gắng đi. Nên anh không thể trả lời, đã lâu quá cũng chưa đi được đó. Có gì anh sẽ quán thêm mình. Cảm ơn em. Một phần quà cho em. Ta-da. Rồi, chào các bạn không? Bây giờ một câu hỏi đây. Câu hỏi này mình sẽ tặng luôn thanh sô-cô-la với một cái nón của anh Nguyên luôn. Rồi. Câu này đặc biệt nha. Mà câu hỏi phải tự tin, câu hỏi thật là hay nha. Rồi, em tra luôn. Em hỏi gì? Cảm ơn câu hỏi nha. Mình trước khi này mình cũng một mình link vô các bạn mua sách phía sau sẽ có một cái QR code ở đây. Các bạn quét thì các bạn sẽ vô một cái site là có khoảng đâu ngoài 100 trang viết về những kinh nghiệm của mình, xin visa thế nào, xử lý vấn đề ngôn ngữ như thế nào, sắp xếp đòi như thế nào, đi cái cung nào. Thì phía sau có QR code, thì cái này hoặc là các bạn không cần mua sách mà các bạn mượn sách của người khác là thấy các bạn quét thì đều ở đây, coi như một cái phần quà tặng thêm cho các bạn để trả lời những cái hỏi chung về những kiểu như visa rồi giấy tờ này nọ các thứ. Thì mới đầu là cũng đưa vô cái phần phụ lục sách để tất cả mọi người có sách đều đọc, nhưng mà nó sách đã quá dày và tiền nó cũng 325.000 cũng cao rồi, nên mình không muốn nó cao nữa, sợ mọi người khó tiếp cận, nên tụi mình mới đưa nó lên trên website. Mình mới quyết định là nói nhà xuất bản là đưa lên website để coi như một phần quà tặng thêm. Thì ngoài ngang, cái thứ hai là trên Facebook của mình cũng có một cái bài này hồi xưa, kiểu như thật ra cuốn sách là tổng hợp những cái bài viết trên Facebook á, là những kinh nghiệm mình tiếp, thì có một post nói về cái vấn đề này. Thì thực sự mình chỉ biết duy nhất hai ngoại ngữ, thứ nhất là tiếng Việt, thứ hai là tiếng Anh. Sau đó thì lúc mà tới năm Mỹ á, thì mình có học tiếng Tây Ban Nha, học không phải là vô trường mà kiểu đi ra ngoài chợ mua đồ này nọ thì nói chuyện riết là học. Thì
tự người ta dạy cho mình, rồi xong với mình học lại, mình dạy là tiếng Anh cho họ, mình dạy là tiếng Việt một ít cho một số người bạn, thì sau đó thì đó một phần cũng do có một cái năng khiếu về ngoại ngữ, nên tại vì mình biết là sao ở Mỹ Latin một năm hoặc là nhiều hơn đó thì tất cả mọi người ở Mỹ Latin đa số đều nói tiếng Tây Ban Nha, trừ ví dụ như Brazil nói tiếng Bồ, French Guiana nói tiếng Pháp vân vân, còn lại từ Cuba, Mexico, Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, tất cả mọi người nói tiếng Tây Ban Nha thì đi học. Thì có nếu như không có biết ngoại ngữ thì mình làm sao? Móc điện thoại ra, thì Google Translate phải đỉnh. Thì dĩ nhiên là có một số ngôn ngữ phải có off tải offline trước, còn nếu các bạn có sống thì các bạn dịch trực tiếp tại đó. Bây giờ nó có cả ngay cả Microsoft Translate đúng không? Dễ lắm, bây giờ cái Apple nó cũng có rồi, mình nó thậm chí nó dễ tới mức độ là mình đọc cái tiếng Việt luôn, mình đọc luôn chứ không cần gõ chữ. Hỏi bây giờ là mấy giờ đọc tiếng Việt thì tự động nó ra ngôn ngữ của người ta luôn. Ngay cả Google Lang, ví dụ một số bạn ví dụ thông báo đường này không được đi, khách sạn mở cửa được mấy giờ, bây giờ các bạn lấy điện thoại các bạn chụp hình thì nó sẽ ra cái dịch ở đó luôn, đúng không? Các bạn chắc nhiều bạn không biết cái chi tiết này, cái Google Lens hoặc là Translate các bạn chụp tấm ảnh, hoặc là các bạn muốn đọc một cái trang sách, ngay cả người nước ngoài bây giờ muốn đọc sách của mình thì có thể chụp hình, cái này nó tự dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh luôn, thì cái vấn đề ngôn ngữ sẽ được giải quyết. Còn nhiều khi dùng cái body language hơn, đúng không? Và nhưng mà sẵn đây mình nói với các bạn, mấy ngôn ngữ đều dùng quốc tế mà mọi người cũng đều biết, đó là để đi khắp nơi thế giới chỉ cần tiếng Anh là đủ. Dĩ nhiên nếu biết thêm một ngoại ngữ như tiếng Tây Ban Nha để sử dụng ở Nam Mỹ hoặc là tiếng Pháp để sử dụng vào Tây Phi thì nó sẽ rất tốt, nhưng mà tiếng Anh, nếu tiếng Anh là đi khắp nơi và ngôn ngữ thứ hai trên cái nước đều là tiếng Anh hết, nên cũng chỉ cần tiếng Anh là đủ. Và cái dĩ nhiên nó, nếu biết được ngôn ngữ của người địa phương họ sẽ dễ có cảm tình, sẽ có nhiều câu chuyện hay hơn, họ sẽ vui vẻ hơn, họ sẽ yêu thích mình hơn, nhưng mà nếu không thì tiếng Anh đủ. Tại làm sao để biết tất cả ngôn ngữ trên thế giới bây giờ, đúng không? Thì đôi khi, nhưng mà cái cách lý thì xây sở tình huống thì xử lý là được hết, chứ bây giờ thời buổi công nghệ nó không á. Với lại trước khi đi vào nước nào mà ví dụ qua Pakistan thì mình sẽ học một số chữ Urdu, hoặc là một số trước khi vô Ấn Độ sẽ học một số tiếng Hindi, là có những cái gọi là common phrase, là những cái từ hay thông dụng thì dùng để cảm ơn, xin chào. Thì thấy còn không, lát cuối buổi mình ký xong rồi mình làm tấm hình cho vui. Rồi giờ bạn nữ này bóc giúp 3 biểu. Ba cục pin. Ba cục pin, ba cục pin. Trời ơi, có anh phê không? Không hả? 40 ạ. Chia nữa, đâu? 31. Rồi 40. Hả? Là số 6. Đúng rồi, số 6. Số 6 với số 40 với số 31. Lộn số 13. À đây 40 đây. Rồi 40 anh bên em. Rồi còn số nữa. 83 này đúng rồi. Rồi 40 rồi, còn số 6 nữa. Rồi 3 bạn. Rồi, ba bên bên đâu? Ra. Rồi, ba bên bên. Rồi đó. Em bên công ty bên tạp chí du lịch. Ra thì em cũng chưa có đi phượt này kia nhiều, nhưng mà đọc giả của em thì có nhiều câu hỏi dành cho anh. Đầu tiên thì cho em hỏi là khi mà mình, cái dự định của mình á, khi mà đi chơi là mình chỉ dự định là 3 tháng thôi. Nhưng mà không ngờ là mình đi hăng quá, mình đi tận tới 3 năm. Vậy thì trong cái thời gian đó mình đã bỏ công việc, rồi là gác bỏ hết gia đình, công việc kia, thì không biết lúc mà cái dự định anh đi như vậy đó, một thời gian dài như vậy thì gia đình của anh như thế nào, có ủng hộ hay không, họ có ý kiến gì về cái hành trình của anh hay không? Cảm ơn mọi người. Nhưng mà ban đầu dự định 6 tháng cơ chứ không phải 3 tháng đâu. Và không biết 6 tháng hay là 5, nhưng mà cơ bản là từ Việt Nam đến Pháp thôi là xong. Thì cái câu chuyện gia đình thật ra nó cái từ bỏ nó không phải là từ bỏ, nó chỉ là thay đổi công việc. Công việc của mình là đi chơi, mình không có bỏ gia đình nữa. Đó thì mình một trong những cái tự hào nhất của mình ngoài cái chuyến đi này trong cuộc đời đó là gia đình mình đã rất là hạnh phúc, bố mẹ với một đứa em trai, rồi gia đình rất yêu thương nhau từ nhỏ, đã trải qua nhiều sóng gió và luôn giúp đỡ nhau, đó cái mình rất tự hào khi kể cho bạn bè các nước hay là những người bạn của mình, nên chắc cũng may mắn. Và một cái chi tiết nữa là gì, bố mẹ mình lại ủng hộ mình làm bất kỳ thứ gì mà mình muốn, ngay từ nhỏ mình muốn học trường nào, mình muốn học tiếp, mình đi làm hay là mình lại đổi ngành, hay là sau này mình đi chơi, những cái chuyến đi nhỏ đến lớn, dĩ nhiên là gia đình nó lo, chứ có bố mẹ nào mà không lo. Thì mỗi thằng này nó đi xuyên, con mình nó đi xuyên Việt, nó đi tuốt rồi là nặng, rồi sau đó thấy nó đi đâu vô rừng, nó chạy vô tà năng,
kéo xe gì trong đó. Thật ra mình là cái nhóm đầu tiên mà phát hiện ra cái cung tài năng Phan Dũng. Sau này là cái cung hai kênh nổi tiếng. Chắc ít bạn viên nào, chắc các bạn bây giờ chắc biết, chắc người không biết đâu. Rồi những cái cung mọc râu, kiểu Cado, Gia Hoa, Ma Nới, rồi một số cái ngọn núi ở Việt Nam thì bố mẹ sẽ lo, đúng không? Rồi sau cái đợt đặc biệt là mình lại nói với nhà là Tết mình sẽ không, đó là lần riêng trong đời mình không đón nhà, đón Tết chung với nhà, mình lại đi qua Singapore. Lúc này với cũng bánh tính bánh nghi, nhưng mà do mình đã đi xuyên Việt rồi nên nghĩ là mình sẽ làm được và tin tưởng. Ok thì tất thì đi thôi, mà vẫn lúc đó là xin nghỉ việc đi, vẫn đi làm bình thường, vẫn viết bài để đi Singapore. Đi về thì mình lại nói tiếp là hai con sẽ đi vào bên, con sẽ đi từ Việt Nam qua Pháp, thì nó sẽ đỡ sốc hơn là một bạn chưa bao giờ đi xe máy xa mà tự nhiên lại nói chạy Việt Nam qua Pháp, nó sẽ rất là sốc. Nhưng mà đã biết mình đã đi càng lúc càng xa hơn, và biết rằng nếu có cản cũng không cản được, và nếu biết rằng mình làm cái gì mình sẽ suy tính rất là kỹ, mình rất là cẩn thận. Thì sau khi đã thấy mình đi xin việc, đã đi qua Singapore thì đi nước Pháp, thì nói hiểu là mới đầu nói con cái chuyện này muốn nói, tưởng là cũng không thâm trong bụng, tưởng là năm sau cưới vợ, đúng không? Cũng đồn trời nó đại đi ngại gì, đúng không? Thì cuối cùng lại nói là con sẽ chạy xe từ Việt Nam qua Pháp. Thì gia đình mới đầu cũng ngạc nhiên chứ, nhưng mà cũng ủng hộ, lúc đi cũng chia tay rồi tạm biệt cũng buồn lắm. Nhưng mà biết rõ là mình đi mình suy tính rất kỹ, và mình có cái plan, và mình có cản cũng không được, và biết cái công việc mình nó vậy rồi nên cũng ủng hộ. Thì bằng chứng là lúc đi mình thì cái thời gian đó mình là lao động chính trong gia đình, thật ra mình đi làm thì bên cái chi tiết chi phí là mình trước khi đi mình bỏ hết tiền kiếm được cho gia đình để ba mẹ tự xài, mình chỉ đi gần như hai bàn tay trắng. Các bạn thấy liều mạng không? Thì mình tính là tới tháng thứ ba mình sẽ kiếm tiền được việc travel blogger, và đúng như đề đặt người ta sẽ tin là mình làm được, biết mình làm được người ta sẽ giống như hợp tác với mình. Giống như nãy có thể là em tới trễ, có nghe cái khúc đầu là vậy. Thì sau đó đi thì có một cái đoạn sách nó nói là ba lại bệnh nặng thể mổ não thì lại gửi tiền về gần như sạch túi, và tiếp DC dọc ra và buồn, đúng không? Nhưng mà may mắn là vẫn còn đủ sầu vai để đi được đến Pháp. Khi đến Pháp thì người ta tin là người ta ký hợp đồng rất là lớn, thì đó đủ đi cho đến cuối chặng đường, nên đúng như những gì mình tính. Nên cái đó là mình vừa đi, và trong thời gian đó nhiều khi cũng định về nhưng mà phải đi tiếp, hay là về thì nó cũng tốt như đó tiền, mà đi tiếp cái câu chuyện nó sai hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và lại có thêm tiền. Lại lúc đó thì thời gian đó là thằng em mình nó học, thì mình lại tiền bỏ tiền học phí cho nó mua xe này, mà mỗi lần mình chi trả hết, nên đi là vừa đi giờ cho chuyến đi của mình mà lại nuôi gia đình trong nhà cái chuyến đi đó, nên cứ kiếm nuôi được. Chứ đâu có kiểu như giống như là đại gia hay là có một chị nào giống giống như mọi người đồn đoán này nọ, hay là có một công ty nào tài trợ tới chị Hạ sẽ xuống chụp hình để đi tiếp thôi, có người lo visa hết, nên nhưng mà người ta sẽ nghi ngờ chuyện đó bình thường mà mình cũng không biết. Dạ, cảm ơn câu hỏi. Dạ. Trong cái hành trình dài hạn của mình á, thì khi mà mình bắt đầu như vậy thì cái cơ duyên nào mà mình đến với cái việc là đi du lịch gọi là dài hạn như vậy, và anh có cái người nào gọi là hậu thuẫn thúc đẩy mình để mà tham gia cái câu hỏi này nãy giờ chắc anh cũng trả lời nhiều lần rồi. Thì mới đầu là đi ngắn thôi, như nãy nói đó, đi xuyên Việt rồi đi không thấy đủ, thì tự bản thân mình muốn hay chẳng có ai thúc đẩy, hay là phải phá một kỷ lục, phải là người này người nọ, phải được nhiều người biết đến, nên sau này cũng nhận ra nhiều bạn thấy người khác làm thì cũng muốn làm theo, nhưng mà quan trọng tự bản thân họ không muốn. Cũng muốn lời khuyên với mọi người là nếu làm cái chuyện gì ngủ giấc mơ thì tự bản thân mình phải thích, mình phải muốn, mình mới cố gắng mình làm được. Chứ nếu chỉ để làm, để nổi tiếng, để học theo thấy người ta làm mình cũng muốn thấy thì nó mà nếu tự bản thân mình không muốn, và nếu như một chuyện gì xấu xảy ra mình vẫn thấy vui rồi mình đã quyết định. Bây giờ áo trước đi ha. Bây giờ anh Nguyên còn vào không? Còn chứ. Còn. Bây giờ ba nón trước đi. Ba nón đổ vui đi. Rồi. Ba nón bốc thăm luôn đi. Mọi người có muốn ở lại thêm hay là chắc cũng cho đủ nè. Bây giờ tức là mình nghĩ là 15 phút nữa mình sẽ kết thúc ha. Tại vì cái bãi giữ xe thông báo là đúng 8 giờ là họ ngưng. Cho nên là mặt mình cũng đói bụng đúng không? Mọi người cũng đói bụng cho nên là mình nghĩ là mình kết thúc trước 8 giờ. Thì bây giờ ba cái này đố cho nhanh đi. Rồi. Đố hả? Rồi. Thủ đô Việt Nam. Đố. Đố ba cái nó. Như vậy anh này tên gì luôn nha, Nguyên rồi. Rồi. Đố ba cái nó xong một thằng. Rồi. Ok nha. Câu hỏi đầu tiên. Để cho mình kiếm cái hình, cái mình nghĩ ra một cái câu đố vui ha.
đây, cái cây này rất là dễ. Mọi người có cái hồng cầu được không? Đây, mình kiếm cái này. Rồi, cái cây bao bắp đây là ở nước nào? Bây giờ cây chưa có bà không? À, bé Huyền trả lời thôi, thôi cái người quen. Cá hồng sọc. Rồi, có bà chưa? Chưa rồi. Dạ. Cấp lắm. Mà đây. Cấp lắm. 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 Cấp đúng không? Đúng. Đúng. Không có một bạn vui lắm. Vậy đó bác ơi. Em biết cây này nè, cây này ở Malawi. Định nói Madagascar nhưng mà tự nhiên bất giác là nó Malawi. Rồi tiếp theo. Rồi ok, tiếp. Giờ mở hình nha. Rồi mở hình, anh Nguyên. Mở đại nha. Rồi ông này đẹp trai. À lộn cái này không nói được đâu. Thôi câu câu kế này, cái này là ở Comoros. Rồi không biết nó nào. Rồi. Không được. Dạ. Tiếp nào có địa danh đi. Có địa danh đó không? Thôi, bây giờ cái này cũng được. Đây, cái này. Rồi, cái này nhìn chi tiết mới đón được nha. Rồi, đây, đúng rồi. Đây là nước nào? Rồi. Rõ lắm. Dạ, đây là. Mình thằng nhỏ mình thấy có lá cờ luôn, cho mọi người nhìn lá cờ đó, mà ai về có cái chữ cờ đó là ở đây luôn đó. Rồi, không cũng được, bạn nào... Đổi, không đổi nha, ai là một trong lần, có thể nói là duy nhất mình bị bắn tốc độ. Lúc đó là cho 50, mà kiểu đang xe yếu là chở đầu nhiều, trong khi cũng đang mưa mệt, cái tự nhiên đang xuống dốc, bị lố xíu, cái bị quét vô, bị cảnh sát là. Nhưng mà chuyện thấy mới bắt vô mới thấy đúng ra không nên bắt thằng này, tự nhiên bắt thằng châu Á nó chạy xe này thì cũng mình nghĩ là mình người địa phương. Thì xong cái nói ủa mày đi đâu vô đây, nhưng mà người ta xe nha cũng thuộc địa của anh, trước đây cũng nói tiếng Anh rất giỏi, thì nói chuyện nó dốc một hồi rủ về nhà chơi nữa thôi. Tấm hình này chụp ở đâu, nước nào? Rồi. Cái này phải theo dõi lâu lắm. Nhiều người từ đó tấm nước này. Ai đội cái nón của Trần Đình Lan Khoa? Số 19. Cái này... Đúng rồi, có hả? Có hả? Không quá. Có thiệt. Có cảnh đi. Quá khó. Rồi. Đúng là đây. Đây. Rồi, hình ở đâu? Wow, đẹp quá đẹp các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Giữa hai con đường, ngã ba đường. Đây là mình chụp flycam, chụp con. Đây là con chẳng lá. Ở đâu? Giơ tay lên. Ở đâu? Không ai đón được không? Rồi, không ai. Bây giờ mình gửi ý đi anh, gửi ý. Rồi. Gửi ý đi anh. Rồi, chẳng lá đẹp quá. Đây là... Châu nào anh? Châu nào anh? Châu... Để coi đây là... Mình không nhớ. Không, mình biết nhưng mà để coi gửi ý. Đây là hòn đảo lớn nhất thế giới. Là... Dạ. Có phải là chú không? Đúng rồi, đây là nước Úc. Mình, tại vì mình phân dân là không biết nước. Tại vì Greenland là hòn đảo thứ ba thế giới sau Úc. Nhưng mà thực ra Úc là một châu lục cũng có đó. Nhưng mà đúng, thật sự nó tính là một cái hay kiểu xếp đảo. Thì thứ hai là Nam Cực cũng hơi có, nhưng mà thôi cũng cũng thấy cũng khen anh đẹp trai cho tặng luôn. Rồi. Xin cảm ơn mọi người đã tiếp xúc. Đúng rồi, cũng hơi ấy, nhưng mà thật sự nếu tính gì tính đảo thì ví dụ châu Phi không được tính là đảo nên một châu lục, nhưng mà thực ra Úc là một phần trong châu đại dương Úc, New Zealand, Fiji và nhiều. Rồi còn cái nón nữa. Rồi còn cái nón, câu hỏi cuối nha. 1, 2, 3 lên. Nước gì? Wow, quen quá, quen rồi, quá. Rồi câu hỏi cuối nhất là nhân ở đâu anh? Phía sau là Utah, còn đang đứng trên đất của Arizona nhưng mà cũng đúng, ở nước Mỹ. Các bạn thấy đây, Route 66 nó nằm trên đường 66 hơi lệch một xíu. Đây là bắt đầu từ Chicago, Santa Monica ở California. Đó thì cũng có trên đây. Thì đây là cái hình những cái chặng đường ông Nguyên Vlog đã đi. Đó, thì cái hình này là... Đây là Monument Valley, nhiều lắm, ai cũng đi ngang đây chụp tấm hình này hết. Các bạn thấy hồi xưa cái chuyện mà lúc kia lúc á thì có cởi ngựa đứng trên đó là đây, là chỗ này. Rồi, bây giờ còn 3 cái áo, bây giờ bốc thăm đi ha. 5 cái áo. 5 cái áo.
rồi bốc thăm cho nhanh phát một luôn năm cái một phát rồi bây giờ rồi, mời mời ai bốc đi ta mời chị nè chị nữ bốc luôn rồi chị nữ sắp lên sắp lên năm cái một lần một cái một cái số bao nhiêu đúng quá rồi đọc luôn không 16 16 2034 16 34 52 16 34 52 71 16 34 52 71 39 rồi 39 rồi mời năm bạn 39 71 52 31 36 rồi vậy là chỉ có một bạn trong trong năm bạn thôi đúng không ta rồi bốc tiếp đây là bốc tiếp ủa vậy hết hả có một có em gái hả mời em gái hả mời đọc lại số này dạ. đọc lại 39 71 26 26 có không 26 rồi lên luôn rồi 26 63 ôi cha xuống tiền giang của mình xin đi kia rồi lên luôn 63 luôn 63 cái cuối cùng là 61 Bình Dương rồi lên luôn rồi cảm ơn bé rồi để con mở ra coi có gì bên trong rồi một bàn phím ông cái mình đi xuống dưới bốc bàn phai rồi bây giờ mình sẽ mời một bạn ngẫu nhiên bốc cho nó cho bạn bàn phím này trị giá nhiêu tiền 2 triệu bàn phím xinh lắm bây giờ thấy chào lâu sử dụng lại cái bàn phím cơ đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích ha, họ săn lùng những cái bàn phím này mặc dù bây giờ thì công nghệ nó hiện đại ha rồi bốc ông ơi bây giờ bạn nào có một bé con nít nào ở đây nhỏ tuổi nhất không ta để bốc cho mình con mấy tuổi rồi 15 hả rồi mời con một bé trai 15 tuổi bốc rồi số 48 Đắk Nông Hồng Anh mặc áo của thương hiệu Dennis bàn phím này nó có cái miếng gì lót chùa hả miếng lót chùa mà có vẻ không hợp với anh có muốn dùng lại không chắc không rồi dạ. Cảm ơn rồi này bao kêu re luôn đó anh về tặng cho con gái hai đứa vương mình với CR7 London mà rớt xuống dịch thì mình sẽ sống lâu hơn tại sao mình có mở dự trữ còn mấy đó tỷ lệ mở bằng không rớt xuống đi tới ngày thứ hai đói là ngất rồi đúng không cũng là đúng đấy cũng khoa học đấy rồi. Bạn nào muốn đi du lịch vòng quanh thế giới là hãy mập như khoa heo đúng rồi hãy uống một xíu có đi biết dự trữ thì nó sẽ đỡ rồi cuốn sách đây mang một, theo rồi một phần quà cuốn sách này đặc biệt đúng là ký luôn miễn phí chưa bóc tem với thêm cô đó thêm một nụ hôn một cái ôm một nụ cái ôm nồng thấm một nụ hôn nồng chén nhưng mà qua lấy đi xong đi rồi con xuống mời rồi mời bạn yên còn phương còn không phương kiều đi đâu phương tưởng đi về rồi về rồi rồi thôi mời hai cũng được à, đây để ai bây giờ chắc không nhận được rồi dạ. Rồi bác sĩ người hỏi nhiều nhất hôm nay mời bác sĩ mời bác sĩ không, dạ. Bác sĩ bóc bác sĩ trúng luôn bác sĩ ơi bóc đội nói phương vệ nha số 69 69 rồi yeah. Đây khoa tặng dạ. Trời ơi không chờ món quà này thôi tặng chị món quà tới ký sau nha dạ thêm mình cháy mới được đâu bây giờ còn quà gì không hết chưa cũng thì mọi người có muốn hỏi đáp thêm không hay là chuẩn bị về cũng 8 giờ lại thôi cũng 20 phút thôi bây giờ coi như là mình 5 phút nữa kết thúc đây xong rồi bắt đầu mình chụp hình ký tặng sách ký tặng để mọi người có thể mua sách thì đã bán sách thì rồi nói chung là một buổi giao lưu rất là vui vẻ giống như trong gia đình vậy đó một buổi uống cà phê chung của hai anh em rồi các bạn hai cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã yêu thương con em rồi tiếp tục yêu thương và ủng hộ anh này của bạn Khoa sắp tới có thể là không còn đi chiếc xe quay cà tàng nữa
có thể là đi một chiếc xe phân khối lớn hoặc là một chiếc xe hơi. Khoa cũng đang áp ủ đi một chiếc xe hơi vòng quanh Đông Nam Á hay là thế giới cũng chưa chưa tiến trình, có thể là đi bằng một chiếc thuyền gì đó, nói chung là một cái phương tiện nào đó, thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho cái hành trình tiếp theo. Thì cảm ơn tất cả mọi người, lời cảm ơn Khoa và chúc cái chuyến đi xuyên Việt thành công. Đây là cái buổi đầu tiên của cái hành trình xuyên Việt, hy vọng là chuyến đi sẽ có những buổi giao lưu tiếp theo rất là vui. Cảm ơn chị em rất nhiều, và anh Nguyên mới nói thì năm sau thật sự là có một kế hoạch đi tiếp một chuyến nữa, nhưng mà đi bằng ô tô. Trận đầu tiên Việt Nam Úc là cái đội mình định về, mà sau mình đi châu Phi với ủng hộ nữ Việt Nam đã World Cup luôn. Rồi sau đó đi Tây Phi, đi Trung Á về Việt Nam, chắc đi ngắn ngắn khoảng 5-2 năm thôi, không có đi nhiều. Cũng cảm ơn một lần nữa, cũng không biết nói gì, cảm ơn cô chú anh chị em bạn bè Sài Gòn đến chơi, thời gian không nhiều nhưng mà đã dành thời gian tối thứ sáu đến đây để chơi và trò chuyện ủng hộ. Cũng cảm ơn anh Nguyên với Mai Nguyên đã giúp đỡ rất là nhiều cho cái buổi hôm nay. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người lên chụp hình ký sách nha. Đây là con của anh Dương mà làm website. Bạn trẻ này mua sách rồi đang có ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới giống chú Khoa. Rồi xin có một bạn đây hỏi mình trả lời cho ông Khoa luôn là sắp tới ngoài cái sách này thì Khoa có ra sách màu, tức là sách ảnh hay không? Thì có, đúng không Khoa? Sẽ ra sách ảnh trong tương lai đó, nhưng mà sách ảnh thì bây giờ nó rất là đắt, chi phí cao, cho nên là với cái thời đại bây giờ thì Facebook, mạng xã hội nhiều quá và hình ảnh cũng tràn ngập ở trên Facebook rồi, cho nên là cũng sẽ ra, nhưng mà sẽ ra trong thời gian sắp tới. Mẹ 70 tuổi rồi còn rất mơ. Đây là đoạn cuối của vlog. Đoạn cuối của vlog ông Khoa Heo đang ký tặng. Đây khán giả cuối cùng. Cuối cùng đằng sau cánh gà. Rồi các bạn ơi, buổi offline đã kết thúc. Bây giờ mình là người đưa chiến mã này rời khỏi cái cửa hàng My Nguyên Rider và bắt đầu chuẩn bị một cuộc hành trình xuyên Việt. Nhiều bạn chưa biết cái xe này lên như thế nào mà xuống ra sao. Đây, mời các bạn xem đằng sau hậu trường có một cái thang bí mật ở đây các bạn ơi. Đó. Yo. Rồi, các bạn thấy ha, chiếc xe nằm gọn gàng ha. Đó. Rồi. Xuống không? Cameraman vô luôn. Cameraman vô. Rồi, bấm vào góc rộng. Rồi xuống. Buổi offline kết thúc rất là vui vẻ các bạn. Một buổi offline cực kỳ ấm cúng, cực kỳ là thân thiện như ở trong một cái gia đình vậy. Thì đây là cái offline buổi thứ hai. Buổi đầu là mình làm cho buổi Phan Cali. Nói chung là Khoa cũng như Vũ là những người đối với mình như là một người thân trong gia đình như vậy đó. Cho nên là mình muốn là anh em vui vẻ giống như trong gia đình. Rồi bây giờ giữ này cái chân đạp đây. Mình giữ cửa như nhung. Rồi bạn ơi. Rồi các bạn, xe đã ra cửa hàng rất là nhẹ các bạn ơi, chiếc xe này khá nhẹ nhàng. Rồi. Ok. Rồi, thả ra, thả cửa ra. Đi. Đây mình dẫn em nói dạo một vòng cửa hàng Mai Nguyên này đúng không ạ? Ô, đẹp. Đó. Rồi đi.
chưa về. Offline nãy giờ chưa về. Đây. Bỏ rồi. Thịnh. Anh nắp lên Thịnh. Bỏ sách ra, bỏ sách ra. Nè cửa là bỏ. Nó tự lên nè. Đây có motor nè. Cái motor này chế bằng cái khoang này, cái khoang bấm bằng cái cục pin ha. Bấm cái cục pin thì nó xoay cái khoang nó xoay cái motor đó và nó cuốn cái dây này lên. Các bạn thấy hay không? Quá hay. Hôm nay mình lấy tay mình quay đó. Bây giờ là cái khoang đó mình quay. Mình không cần phải đỡ cái xe lên, không cần phải đỡ cái xe lên, nó tự động nó sẽ cân bằng hai cái dây hai bên cái bánh trước, con cái máng này nó làm cho cái xe nó cân bằng và nó tự chạy lên cái này, không cần phải máy, không cần phải điện gì hết, chỉ cần một cái khoang thôi, cái khoang thôi. Bữa thử rồi mới chiếc xe bự CF lên được hết á, lắp bánh chạy một rất là hay. Việt Nam mình rất là thông minh các bạn ha, những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy không, nó lên tự giống nó như nó là mẹo vậy đó ha, vừa nhỏ mà vừa mẹo thì Việt Nam mình hay đó. Dùng cái khoang điện thôi rồi tự chạy vô luôn rồi đó, hay chưa. Bây giờ trượt vô thôi, cái này trượt vô nó có bánh xe này nó nhẹ lắm đó, ngon lành nha. Lấy cái khoang ra rồi vô đó, ngồi đây một chiếc xe quá xịn, quá xịn luôn. Và lát nó sẽ buộc dây thôi. Buộc cái dây vào phía sau để xe nó không có bị lắc. Rồi đây 63 Mãi Đỉnh. Ok. Rồi, cảm ơn Nguyên. Rồi, bye bye. Bye bye Khoa. Rồi đây, bye bye. Rồi.
coi như là hành trình vui vẻ và thành công. Dạ, một tháng nữa gặp lại. Rồi, tám gặp. Chuẩn bị đây rồi, 2:07 đúng không? Rồi. Gửi lời chào rồi, bên Mỹ. Đi qua gặp Đạt quán cơm với Vũ Văn Cali. Vũ Văn Cali. Hẹn gặp lại một ngày, anh Nghi. Rồi, anh Nghi. Rồi, được. Xe Nghi và xe Nghi tên anh Phúc. Anh Nghi bạn, xe của anh Phúc. Xe của anh Phúc, rồi, dạ. Ok. Rồi, cảm ơn chị Hương. Rồi, lên xe. Lên xe. Đây các bạn, chiếc xe hậu cần và vận chuyển. Anh Nghi lái, một người quen thân. Chuẩn bị bắt đầu bây giờ là nhiêu? Bây giờ là 9 giờ kém rồi các bạn ha. Đây là buổi offline đầu tiên trong cái hành trình xuyên Việt. Ok, bye bye. Rồi, bye bye, bye bye. Đó các bạn ha, buổi offline rất là vui. Mình sẽ post cái video này lên kênh YouTube của mình. Chúc Khoa có một chuyến đi thành công và một cái màn ra mắt sắp và giao lưu với tất cả các bạn ở mọi miền đất nước thật là vui. Một buổi offline rất là vui, rất là ấm cúng các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, đã ủng hộ mình và Khoa. Rồi mình kết thúc video này đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.